Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 451, giải quyết nhà họ lương. Những lời này của mộ dung khanh là đang đánh đòn tâm lý. Tuy thái phó đã rất đài, nhưng còn có rất nhiều người đi theo hắn, chưa nói đến việc trung thành được bao nhiêu, mà là lương thái phó có khuyết điểm của bọn họ, dù lương thái phó có xa suốt thế nào, bọn họ cũng không dám cãi lời ông ta. Những người đến đây hôm nay không phải là tất cả, mà là hoàng thượng quyết định giữ bọn họ lại, để bọn họ trở thành lưỡi dao sắc bén đấu với Nam Hoài Vương, vậy chẳng phải có thêm một vũ khí sắc bén là Lương Thái Phó sẽ tốt hơn sao? Ông ta vẫn còn thế lực, thế lực này không cần thì lãng phí lắm. Thờ ơ đứng nhìn thoải mái biết bao nhiêu chứ. Sắc mặt Lương Thái Phó liên tục thay đổi, cuối cùng nhìn về phía Hoàng Thượng, dù Nam Hoài Vương tung tin đồn nhảm, nhưng Thái Tử và Lương Tần đã tận mắt nhìn thấy quỷ diện sang của Hoàng Thượng mà. Mộ Dung Khanh cười khẩy, tin đồn vừa xuất hiện, Thái tử và Lương Tần đã vội vàng chạy đến, có mục đích gì ai mà không biết. Vì thế, Hoàng thượng bèn kêu Thương Mai làm một cái mặt người giả trên cánh tay của mình, sau đó sử dụng thuốc dẫn đến phát ban, để Hoàng thượng trông như thật sự bị mắc quỷ diện sang, mục đích là muốn thử Thái tử, cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu hắn không ra ngoài rêu tao, Hoàng thương sẽ cho hắn một cơ hội, tiếc rằng hắn vừa đi ra ngoài đã lập tức tìm Thái phó, Thái phó cho rằng là cơ hội trời cho, lập tức nắm bắt, hợp tác với Nam Hoài Vương trung ý của Nam Hoài Vương. Hai chân Lương Thái Phó mềm nhún, trên người không còn chút sức, sụi lơ dưới đất. Lương Thái Phó bị kéo ra ngoài, lộ công công dịu dàng nói, Thái Phó yên tâm, trước đây chúng ta làm việc ở đao tử phòng, nơi tịnh thân, làm việc cẩn thận gọn gàng, sẽ nhanh thôi, không đau đâu. Lương Thái Phó trợn trắng mắt, cuối cùng mất xỉu. Sau khi kéo Thái Phó ra ngoài, Hoàng đế cũng không thể chịu đựng được nữa, gần như ngất đi. Mộ Dung Khanh lập tức gọi Thương Mai vào, Thương Mai khám một lát rồi nói, không sao, chỉ là mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là được rồi, bây giờ sức khỏe của Hoàng thượng rất suy yếu. Điều tra nhà họ Lương, lại phát hiện thật ra nhà họ Lương không phải giàu có gì, tiền của trong nhà gộp lại chưa tới ba chục nghìn lượng, có thể thấy mấy năm nay, ông ta thật sự đã tiêu hết sức lực và tiền của để lung lạc lòng người. Từ sổ sách của nhà họ Lương có thể thấy mấy năm nay Lương Tần cho nhà họ Lương rất nhiều tiền, mà lương tần lấy đâu ra tiền. Bổng lộc hàng năm của bà ta cũng chỉ có ngần ấy mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền. Các khoản chi tiêu trong cung quá lớn, còn do nhất ngôn đường của bà ta quản lý, chi tiêu trong cung lớn đến mức khó tin, bà ta cũng lấy được không ít từ bên trong, đưa cho nhà mẹ đẻ. Thái tử bị phế, rời đến phố Hạ An, đây là nơi nghèo nhất trong kinh thành, xung quanh đều là dân nghèo, gần như không có khu buôn bán, buôn bán gì cũng là bầy sạp, cũng có cửa hàng nhưng quá nửa là không có ai vào, không buôn bán được gì, vì người nghèo luôn cho rằng đồ ngoài sạp luôn rẻ hơn đồ trong cửa hàng. Thái phó và thái tử đương triều hiển hách lại sống ở một nơi thế này, ai nói đời người không phải 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây chứ? Thái phó thật sự bị tỉnh thân, biến thành một người không có thứ kia, cắt đứt gân tay gân chân, bây giờ ông ta chính là một kẻ tàn phế. Nhưng dù tàn phế thì mộ dung trịnh vẫn sợ ông ta, vì bắt đầu từ ngày đến phố Hạ An, Thái phó đã nói với thái tử, người muốn Đông Sơn tái khởi sao thì phải hầu hạ ta cho tốt, trong tay ta có nhược điểm của rất nhiều người, để bọn họ phải làm việc cho chúng ta. Đông Sơn tái khởi sao? Trở lại ngày xưa. Triều đình mỗi ngày cho tiền sinh hoạt, không người hầu hạ, từ đó, trẻ củi nấu cơm, nấu nước giặt đồ đều do người từng là thái tử này làm. Mà trùng hợp là hạ oanh nhiễm bị hủy dung, sống trong mệt mỏi khi ăn xin ở An Nhai thì ngất xỉu trước cửa nhà mộ Dung Trịch. Mộ Dung Trịnh nhặt nàng ta vào làm nha hoàn hầu hạ hai người, trước đây Hạ Oanh nhiễm luôn muốn gả cho thái tử, bây giờ cuối cùng cũng có thể đi theo bên cạnh hắn, tiếc rằng hắn không phải là thái tử nữa. Nhưng nàng ta cũng không rảnh lo nghĩ quá nhiều, vì chỉ cần có cơm ăn thì đã là thiên đường với nàng ta rồi. Ở thời đại này, con gái không thể tự kiếm sống, còn bị hủy dung, dù muốn tìm một người để gả cũng không ai thèm, mà nàng ta còn là con gái của tội thần, ai muốn trêu vào một người như thế chứ? tạm thời không nói nhảm nữa, bây giờ còn chưa xử lý được Lương Tần, không phải hoàng đế muốn niệm tình, chỉ là ông ấy nghĩ cho mộ dung toàn, suy cho cùng Lương Tần cũng là mẹ của hắn. Hoàng đế kín đáo tiết lộ nếu Lương Vương cầu xin giúp Lương Tần thì sẽ phán nhẹ, nếu không cầu xin thì đầy vào lãnh cung. Mấy năm nay cũng có Tần Phi bị đầy vào lãnh cung, nhưng đều không ai chịu nổi hai năm trong đó. Nếu không phải người từng đi vào, hoàn toàn không thể hiểu rõ nỗi khổ và sự dày vò trong lãnh cung mọi người đều cho rằng lương vương sẽ cầu xin vì trước đây hắn luôn rất nghe lời mẫu thân cũng vô cùng hiếu thảo nhưng lần này lại khiến mọi người rất bất ngờ hắn không hề cầu xin thậm chí còn không hỏi đến chuyện này một tiếng lạnh lùng như không quen biết vậy hoàng thái hậu lập tức như già đi rất nhiều tuổi đổ bệnh luôn bà ta luôn cảm thấy thái tử không hợp làm hoàng đế cũng muốn phế bỏ hắn nhưng khi thật sự phế bỏ rồi thấy hắn rơi vào kết cục như thế trong lòng vẫn rất khó chịu dù sao cũng là cháu trai ruột của mình. Tuy thai ký sinh của hoàng đế đã được cắt, nhưng lupus ban đỏ vẫn rất nghiêm trọng, thận suy kiệt, việc chữa bệnh ở nơi này lại lạc hậu, tuy sử dụng thuật châm cứu có thể khống chế tạm thời, nhưng suy cho cùng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Bây giờ rất cần lập thái tử. Hơn nữa còn có một việc phải nhanh chóng xử lý, chính là dẹp yên lời đồn của dân chúng. Dân chúng rất kỳ lạ, có một vài chuyện vô căn cứ có thể tin, nhưng có một vài chuyện dù người có địa vị cao đứng ra bác bỏ tin đồn bọn họ vẫn không chịu tin cách tốt nhất chính là hoàng đế tự mình xuất hiện để mọi người nhìn thấy ông ấy không bị mắc quỷ diện sang mắt thấy là thật vì thế lễ bộ và khâm thiên dám hợp tác chuẩn bị nghi thức tế trời cầu phúc cho hoàng thái hậu nhà môn quan sai kinh triệu doãn ngồi trên lưng ngựa thông báo cả kinh thành lúc đó hoàng thượng sẽ tham gia nghi thức tế trời hoàng đế bây giờ rất yếu muốn dự nghi thức tế trời sẽ rất nguy hiểm trước khi đi thương mai châm cứu giúp ông ấy tập trung tinh thần nhưng hoàng đế vẫn cố chấp muốn sử dụng chút ngũ thạch tán ngũ thạch tán này có thể giúp tinh thần ông ấy trở nên phấn khởi trông sẽ có sức sống hơn nhưng tham gia lễ tế trời phải khống chế thời gian nghiêm ngặt da mặt là giả gió bắc thổi mạnh ở trong phòng hai canh giờ ra ngoài nhiều lắm chỉ có thể cố được hơn một canh giờ vì gió mạnh sẽ thổi đến mức da mặt giả bong chóc ra dù không bong chóc thì trông cũng rất mất tự nhiên để ổn thỏa thương mai làm thêm một cái, có thể thay, tính cả lộ trình và việc tế trời dườm già, thật sự cần thay. Mộ dung khanh sắp xếp cho thương mai hầu hạ bên cạnh hoàng đế, vì lễ tế trời không cho nữ tử tham gia, vì thế thương mai phải giả nam, để tránh hoàng đế xuất hiện tình hình bất ngờ gì đó. Nam Hoài Vương vẫn chưa rời kinh, nhưng mộ dung khanh đã muốn hắn rời đi, sau lễ tế trời, hắn phải rời khỏi rồi. Kế hoạch lần trước không bẫy được Nam Hoài Vương, mộ dung khanh đã rất không vui. Ngày tế trời này Nam Hoài Vương cũng phải tham gia, vì suy cho cùng hắn cũng là thân vương biên giới, còn là con cháu của nhà mộ dung, cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu, hắn ở Kinh Thành nên không thể không tham gia. Lầu Thanh Ninh Lần trước để hắn tránh được, nhưng lần đây bản vương muốn hắn để lộ vết thương quỷ diện sang kia trước mặt dân chúng. Nam Hoài Vương thâm độc nói chương 452, không bằng con cưới Phương Nhi Quý Thái Phi nhíu mày nhìn về phía tôn Phương Nhi, lúc trước con nói hoàng thượng sử dụng da mặt giả à đúng ạ à, tôn phương nhi khẳng định nếu không phải da mặt giả không thể nào che đi vết ban đỏ của hắn được nhưng con không ngờ hạ thương mai lại biết làm loại da mặt này người biết không nam hoài vương hỏi tôn phương nhi đáp biết thật ra việc này nói dễ không dễ nói khó cũng không khó chỉ cần nắm bắt đúng chỗ sẽ có thể làm được đắp da mặt giả này lên mặt sẽ không thấy gì hết sao người biết có thể nhìn ra được nhưng ai dám nhìn chằm chằm vào mặt hoàng đế chứ. Da mặt giả này có một khuyết điểm là không thể quá nóng, da mặt sẽ có nước, bị tan ra, gió quá lớn sẽ thổi đến mức xuất hiện nếp nhăn, bong chóc ra, còn không thể đeo lâu, kín gió cũng có hại với bệnh tình của hoàng đế, có nghĩa là hai canh giờ phải tháo xuống, với không khí bên ngoài bây giờ chỉ có thể chịu được nửa canh giờ, không tháo xuống, nhiệt độ trên mặt sẽ khiến da mặt giả mỏng dần, ban đỏ sẽ lộ ra, thậm chí còn có thể rơi xuống đi ra từ trong cung đến đàn tế trời tốn ít nhất một canh giờ mà sức khỏe của hắn bây giờ rất yếu không thể chống đỡ quá lâu vì thế hắn nhất định phải đổi ra mặt nam hoài vương kết luận vương ra có tính toán gì rồi tôn phương nhi hỏi quý thái phi hờ hững nói con thấy sao tôn phương nhi cười khẽ đàn tế trời không có chỗ chắn hoàng thượng muốn đổi ra mặt chỉ có thể để cấm quân đứng trước che lại nếu lúc đó đột nhiên có thích khách xuất hiện thì phải làm sao đây Nam Hoài Vương nở nụ cười dữ tợn, vậy thì đẹp mặt chứ sao? Quý Thái Phi rất hài lòng với Tôn Phương Nhi, cũng rất thưởng thức, ngày đó nếu không phải con kéo Vương ra thì nó đã bị lôi kéo vào rồi, con suy nghĩ kỹ càng, gặp chuyện bình tĩnh, có con ở bên cạnh Vương ra, ai ra cũng yên tâm. Tôn Phương Nhi hơi cúi người, Quý Thái Phi quá khen. Quý Thái Phi mỉm cười nhìn nàng ta, đừng gọi xa lạ như thế, con là người của nhà họ Tôn, nhà họ Tôn không nhận con thì để ai ra, sau này cứ gọi là cô mẫu đi. vâng thưa cô mẫu tôn phương nhi vẫn luôn hờ hững trợt nước mắt lưng chồng. quý thái phi nhìn nam hoài vương nói đến mới nhớ hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ có từng nghĩ đến việc thân càng thêm thân không? sắc mặt nam hoài vương hơi cứng đờ mẫu phi bản vương vẫn chưa muốn thành thân. con đó vẫn nên cưới một chính phi đi tuy bên cạnh con không thiếu nữ nhân nhưng chẳng ai xứng làm vương phi cả hơn nữa ai ra biết bây giờ phương nhi đi theo con lại không danh không phận con không thể làm ảnh hưởng đến thanh danh của con bé được quý thái phi thở dài nói thứ phương nhi cần không phải điều này nam hoài vương lạnh lùng nhìn tôn phương nhi phương nhi đúng không tôn phương nhi cười gượng đúng cô cô không cần thấy oan ức vì phương nhi phương nhi là đứa con gái bị vứt bỏ có thể được vương ra đồng ý giúp đỡ đã rất vui rồi không dám cưỡng cầu thêm cái gì khác nữa trong mắt quý thái phi lóe lên ánh sáng khôn khéo, không dám cưỡng cầu, nhưng không phải là không muốn, nhưng ai ra cũng không quyết định được cho hai đứa, hai đứa thích làm sao thì làm. Ai ra chỉ nhắc nhở hai đứa một câu, nếu việc vạch trần hoàng đế trên bàn tế trời không thành công, hai đứa phải trở về Nam Quốc. Nhưng nếu thành thân, các người vẫn có thể ở lại lo liệu việc cưới xin xong hãy rời khỏi, suy xét trước đã, nếu không vạch trần được hoàng đế, chuyện gì làm vẫn phải làm. Tôn Phương Nhi cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt nhưng tay chân đều cứng đờ không biết là không muốn hay không muốn khiến nam hoài vương không vui nữa còn nam hoài vương thì tỏ vẻ là không vui luôn quý thái phi thấy thế thì cười nói với tôn phương nhi phương nhi lúc trước con từng làm bánh hoa quế cho ai ra ai ra vẫn luôn nhớ hương vị đó con có thể làm cho ai ra một phần không ai ra thèm tôn phương nhi biết quý thái phi muốn mình tránh đi bèn nói nếu cô mẫu muốn ăn thì phương nhi đi làm đây à nói xong thì lui ra ngoài tôn phương nhi vừa ra ngoài quý thái phi đã lập tức trở mặt ai ra biết lý do con không muốn cưới phương nhi con vẫn còn nhớ đến nhu giao đúng không nam hoài vương lắc đầu không phải con là do ai ra sinh ra trong lòng con muốn gì chẳng lẽ ai ra không biết ai ra khuyên con nên bỏ suy nghĩ này đi sau này con phải làm hoàng đế cưới một người phụ nữ bị vứt bỏ không sợ trở thành chuyện cười cho người ta sao quý thái phi lạnh lùng nói nhu dao là hòa ly, không tính là bị vứt bỏ. Nam Hoài Vương theo bản năng cãi lại vì nhu dao, sau đó lập tức ngơ ngác, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của quý thái phi, hắn lạnh nhạt nói, nếu mẫu phi muốn bản vương cưới Phương Nhi thì cưới đi, không quan trọng. Ai ra cũng không vừa ý Phương Nhi, nhưng nàng ta lòng dạ sâu, nhiều mưu kế, rất gian trá, nếu không trở thành là người của con thì sẽ không yên lòng. Quý Thái Phi thấy hắn đồng ý, sắc mặt cũng hiền hòa hơn một chút, người sợ nàng ta sẽ dở trò với bản vương ư. Không đâu, nàng ta không còn chỗ để đi, chỉ có bản vương thu nhận giúp đỡ nàng ta, rời khỏi bản vương, nàng ta chẳng là cái thá gì cả. Nam Hoài Vương khinh bỉ nói. Quý Thái Phi lắc đầu, con thật sự quá tự tin, trước đây không có ai thu nhận giúp đỡ nàng ta, nhưng con xem bây giờ sẽ có không. Nàng ta biết thuật phu cổ, còn hiểu biết về tấn công tâm lý, có được nàng ta như hổ thêm cánh, ai không muốn có được một người như thế chứ nam hoài vương vẫn không để tâm lắm mẫu phi không yên lòng thì nhi thần cưới là được cũng không có gì ghê gớm dù sao bản vương cũng cần một chính phi nhưng vị trí hoàng hậu nàng ta đừng mơ tưởng quan sát trước đã sau này con tôn trọng nàng ta một chút quý thái phi nói được nam hoài vương phiền muộn không thôi phủ lương vương từ lúc thương mai vào cung đến nay đã không châm cứu cho lương vương nữa bây giờ chuyện đã kết thúc ra mặt cần ngày mai cũng đã làm xong vì thế bèn tranh thủ thời gian đi châm cứu cho lương vương thương mai không hề nhắc đến chuyện trong cung tuy hắn không cầu xin cho lương tần nhưng chắc chắn hắn cũng thấy khó chịu đúng lúc tiêu thác cũng dẫn loan loan đến đây khoe ân ái đeo khăn quàng cổ lông cáo có hoa văn kỳ lạ cái khăn quàng cổ hình vịt chết chìm của ngươi trông độc đáo ghê đấy lương vương hơi cảm thán đúng là nam nhân thành thân đều sẽ thay đổi trước đây chắc chắn tiêu thác sẽ không đeo thứ này khăn quàng cổ trông chẳng có oai phong chút nào Loan Loan ngẩng đầu lên, không vui lắm nói, ánh mắt gì vậy? Lão uyên ương nghịch nước, vịt chết chìm cái gì? Uyên ương, lương vương đến gần xem lại, thứ lỗi bản vương không có tâm hồn nghệ thuật, thật sự không biết uyên ương trông như thế, cái miệng này to như thế, không phải miệng vịt thì là gì? Hơn nữa người chắc rằng tư thế kia là nghịch nước chứ không phải chết chìm à? Loan Loan tức giận, đây là tác phẩm thành công đầu tiên của nàng ta, còn ép tiêu thác đeo đến đây khoe, vốn tưởng rằng sẽ được người ta khen ngợi không ngờ còn bị trêu chọc nữa. Thương Mai ngươi nói xem, hình trên khăn quàng cổ là cái gì? Loan Loan hỏi Thương Mai. Thương Mai đang khử trùng kim, suy nghĩ về chuyện lễ tế trời ngày mai, không nghe hai người đang ồn ào cái gì. Nghe Loan Loan hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, sao lại thêu một đôi quả đen uống nước vậy? Không thể thêu cái gì khác sao? Loan Loan tái cả mặt, nàng ta kéo khăn quàng cổ của tiêu thác xuống, mà mà còn nói ta thêu rất đẹp mà là hai con quả đen thì đúng là thêu không tệ. Lương Vương cười ha ha. Loan Loan tức giận xoay người đi ra ngoài, thương mai chẳng hiểu gì nhìn bọn họ, ẩm ý cái gì thế. Quả đen thì sao, ai nói quả đen thì không may mắn chứ, đều là mê tín thôi. chương 453, lễ tế trời. Tiêu thác hết cách ngồi xương, oán giận nhìn Lương Vương, đổ lắm mồm. Lương Vương cười tươi, ai bảo các ngươi đến chỗ bản Vương khoe tình cảm biết rõ bản vương đang phải chịu đựng sự dày vò đến tận xương tủy như thế mà còn cũng đâu phải ta muốn khoe khoang là nàng ấy kéo ta tới cho người ta ngắm mà mặc dù đeo thứ đó hơi xấu nhưng đeo vào nàng ấy sẽ vui ta chỉ mất mặt một chút có thể làm nàng ấy vui cũng không tệ nghe thấy lời này thương mai trợn mắt lên nhị hoa là ngươi nghĩ thông suốt rồi hả nhị hoa ý là hai đó không phải ngươi đứng thứ hai à gọi nhị hoa cũng đâu có sai Đúng là không sai, nhưng cái tên này khó nghe quá. Tiêu thác nhíu mày, ta không thích. Hắn ngồi xuống, lại nói, đúng rồi, hôm nay vừa sáng sớm Hàn Sơn phái người đến truyền tin. Thật sao, Thương Mai và Lương Vương lập tức trở nên vui vẻ, trong thư nói cái gì? Tiêu thác nói, tổ phụ xem đấy, ta cũng không biết nói gì, nhưng sau khi xem vẻ mặt của tổ phụ rất nghiêm túc. Sao ngươi không hỏi, Thương Mai nôn nóng đến mức dậm chân? Có hỏi rồi, nhưng tổ phụ lại hỏi ra có bao nhiêu tiền riêng, đương nhiên ta không thể nói rồi. Tiêu thác ngượng ngùng nói, từ lần trước sau khi rời nhà đi không có bạc người, lần này hắn bắt đầu để dành chút tiền riêng rồi. Nhà họ tiêu các người rộng lớn như thế, tổ phụ ngươi còn nghĩ đến tiền riêng của ngươi à? Lương Vương khó tin hỏi. Thật mà, ông ấy đã hỏi thế đó. Lạ thế, vậy có nói đến tình huống của tiêu kiêu bây giờ không? Thương Mai hỏi. Tiêu thác lại ngượng ngùng nói, ta cũng không biết có hay không nữa, thấy tổ phụ hỏi đến tiền riêng nên ta chuồn luôn. Thương mai trợn mắt, ta thật sự thấy, vô cùng cạn lời với người đấy. Tiêu thác đành phải đứng lên, ta sẽ lập tức trở về hỏi tổ phụ xem rốt cuộc trong thư viết cái gì. Loan loan giận dỗi ở bên ngoài một lúc thì đi vào lại, nghe thấy tiêu thác nói muốn đi về hỏi thử thì nhân tiện nói, không cần hỏi, ta đã hỏi tổ phụ rồi, tổ phục nói trong thư an nhiên lão vương ra muốn lấy tiền khám bệnh, bảo chuẩn bị tiền. Chuẩn bị bao nhiêu, tiêu thác vội vàng hỏi. Không nói, việc này khiến tổ phụ rất đau đầu, tổ phụ là định dù có tán ra bại sản cũng phải trả nhiều đó. Thương Mai vui vẻ, đòi tiền khám có nghĩa là có cơ hội, đây thật sự là chuyện vui mà, ta phải đi báo tin vui với tráng tráng mới được. Người vẫn chưa châm cứu đâu, Lương Vương trợn mắt. À ừ, Thương Mai bật cười, ta hồ đồ rồi. Sau khi châm cứu xong, Thương Mai đi đến phủ công chúa, mấy hôm nay Hồ Hạnh Nhi cũng ở đây, mấy ngày nay, Hồ Hạnh Nhi rảnh rỗi sẽ đến chơi với nàng ấy. Ấy, đây không phải là quý nhân sao? Hồ Hạnh Nhi thấy Thương Mai đi tới thì trêu ghẹo. Thương Mai mặc mày hớn hở, hôm nay ta thật sự là quý nhân đấy. Ồ, Hồ Hạnh Nhi nhíu mày, vậy hôm nay quý nhân người đến đưa tin tốt gì đây? Thương Mai nhìn tráng tráng, Hàn Sơn có tin tức. Tráng tráng đứng phát dậy, căng thẳng nhìn cô, khàn giọng hỏi sao rồi thương mai nhẹ giọng nói không nói tình huống nhưng kêu hầu ra chuẩn bị tiền ta có tiền khám cần bao nhiêu tráng tráng vội vàng nói thật ra ta cảm thấy lão vương gia không thật sự cần tiền chữa bệnh chỉ dùng cách đó để nói với chúng ta là người sống rồi thôi thương mai nói tráng tráng lập tức rơi nước mắt che miệng khóc không thành tiếng thương mai ôm nàng ấy vỗ lưng cho nàng ấy khóc đi khóc đi khóc ra được là tốt rồi. Nhưng chán tráng lại ngừng khóc, đưa tay lau lung tung trên mặt, không không, vẫn phải chuẩn bị tiền chữa bệnh, chúng ta không biết có phải huynh ấy có ý này không, nếu vì tiền chữa trị chậm trễ làm ảnh hưởng thì không tốt. Nói xong, nàng ấy vội vàng đi tìm phòng thu chi. Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi liếc nhìn nhau, trong lòng thấy chua xót nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai chính là lễ tế trời. Trước khi lên đường, tất cả khả năng đoán trước đều luyện tập hết một lướt, trên tế đàn cũng có quân đội hùng hậu canh gác, hệ số an toàn được mộ dung khanh đưa đến mức cao nhất. Thật ra sức khỏe của hoàng đế bây giờ rất không hợp ra ngoài, gió rất lớn, trong kiệu đã để chăn lông, thương mai còn nhét vào tay ông ấy một cái lò nhỏ, hoàng đế không muốn, nhưng thương mai cố ép ông ấy cầm, cuối cùng hoàng đế thỏa hiệp, nhưng lại nói với mộ dung khanh chắc không ai đắc tội nổi vương phi của đệ đâu. Mộ dung khanh nhún vai, không biết, nhưng bản vương không dám đắc tội, đắc tội nàng ấy, một kim thôi đã đủ đâm chết bản vương rồi. Người cầm kim trong tay là lớn nhất, hoàng đế tán thành. Trên đường có lực lượng hùng hậu đi trước, khua chiêng gõ trống, khiến dân chúng nhộn nhịp đi theo, ai cũng muốn đi xem lễ tế trời. Đương nhiên mọi người chỉ muốn xem có phải hoàng thượng thật sự bị vết thương quỷ diện sang hay không thôi. Loan giá nghiêm trang kín kẽ, không thể nhìn thấy bên trong, vì thế chỉ có thể đi đến tế đàn sức khỏe hoàng đế không tốt, loan giá đi rất chậm, hơn một canh giờ mới đến được tế đàn. Hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan đã đợi ở đây, lúc loan giá đi tới, trăm quan quỳ lại. Thương mai giả thành thị vệ thiếp thân của hoàng đế, cũng may cô không lùn, vì thế trông cũng không lạ lắm. Nhiếp chính vương mộ dung khanh tự mình dẫn thiết kỵ, lên tế đàn với hộ vệ hai bên, có tới trăm bậc thang, chuyện này là thử thách gần như không thể vượt qua với hoàng đế nhưng tối qua thương mai đã thiết kế được một bộ dây dòng dọc, có thể treo hoàng đế lên. Đương nhiên không thể treo lên như treo vịt được, mà là buộc lên ghế, hoàng đế ngồi lên đó, trên đài cao có 8 thị vệ kéo con lăn, tuy con lăn trang bị đơn sơ, nhưng vô cùng thực dụng, nhờ có thợ thủ công trong cung ra tay mới có thể hoàn thành trong một đêm. Vì an toàn, thương mai còn thêm đai an toàn trên ghế để cố định hoàng đế lại, hơn nữa hai bên hoàng đế còn treo hai cao thủ võ công cao cường, một khi xảy ra chuyện gì, cao thủ có thể lập tức kéo ông ấy lại, tránh xảy ra bất chắc. Lúc hoàng đế bước xuống loan giá cũng quỳ xuống hô vạn tuế, mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hoàng đế, không có ban đỏ, hoàn toàn không phải quỷ diện sang đau đớn gì, lời đồn cứ thế tự sụp đổ. Thương Mai đi lên đài cao trước, nhìn dân chúng xôn xao bên dưới hô to vạn tuế, âm thanh vang vọng, đáy lòng cũng không khỏi thấy kích động. Tình huống hào hùng thế này rất dễ đả động lòng người, cũng là thứ dễ khiến người ta say mê trước quyền thế nhất. Cô nhìn về phía mộ dung khanh, sắc mặt hắn vẫn y như mọi khi, không có chút cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng cảnh giác, như tia điện quét nhìn bốn phía. Hôm nay hắn mặc chiều phục nhiếp chính vương theo bốn cái vuốt rồng, khuôn mặt lạnh lùng, còn có khí thế, oai nghiêm hơn cả hoàng đế bị bệnh, còn rất là đẹp trai nữa. Thương Mai không nhịn được cảm thán, quá đẹp trai một người đàn ông xuất sắc như vậy là chồng cô, là người cùng cô đi cả đời người. đúng là chó ngáp phải ruồi mà. trước đây cô luôn cho rằng mình sẽ cô đơn suốt đời. người như cô, sao có thể tìm thấy một người đàn ông vừa ý mình chứ? ai sẽ đồng ý đi cả đời với cô đây? nhưng sau khi xuyên không, cô tìm thấy rồi. lúc đang nghĩ lung tung, hoàng đế lên trên tế đàn an toàn, quốc sư tiến lên ninh đoán, thương mai lùi về sau một bước, canh giữ ở bên cạnh cùng một thị vệ khác. Mộ Dung Khanh thì dẫn binh sĩ đi đến bố trí việc phòng thủ, sau đó thì đứng bên cạnh hoàng đế. chương 454, bắt thích khách. Nam Hoài Vương và một vài hoàng thân quốc thích cũng tiến lên, sau khi hoàng thân quốc thích đã đến, quan chức nhị phẩm trở lên trong chiều mới bắt đầu đi lên, còn lại thì đứng ở dưới một bậc. Tế đàn to lớn này có thể chứa đựng 2, 300 người, bây giờ cộng hết hoàng thân quốc thích, quan trên nhị phẩm và thị vệ mộ dung khanh bố trí lại là hơn trăm người, tế đàn vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Đầu tiên hoàng đế đi đến bên cạnh tế đàn, vịn lan can vẫy tay chào hỏi dân chúng bên dưới, trên mặt mang theo nụ cười, tuy suy yếu, nhưng vẫn có phong thái của hoàng gia. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, nhưng gió lại thổi rất mạnh, chuyện này rất bất lợi với bệnh tình của hoàng đế, lupus ban đỏ vốn dĩ không thích hợp ra gió, vì thế ông ấy chỉ đứng một lúc đã cảm thấy choáng váng, cần thị vệ đỡ. Buổi trưa, Nghi thức tế trời chính thức bắt đầu. Vừa khéo đã suốt cung được nửa canh giờ. Nam Hoài Vương đứng trong mấy hoàng thân quốc thích, không hề nổi bật chút nào, vì hắn cố ý lùi về sau một chút, che đi nửa người mình. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào mặt hoàng đế, phát hiện ra mặt có gì đó không đúng giống hệt như Tôn Phương nhi nói, rất trắng, còn có nhiều nếp nhăn, có thể thấy nếp nhăn được làm ra. Hắn tinh tế nhìn chằm chằm, xem có thể hay xuyên qua da mặt nhìn thấy vết ban đỏ bên trong không nhưng rõ ràng là tay nghề của Hạ Thương Mai rất tốt, không thể nhìn ra được chút nào, và lại da mặt còn dán rất vừa vặn, bên tóc Mai không có chút dấu vết nào cả. Hắn cũng nhìn thấy Hạ Thương Mai giả nam, không khỏi cười lạnh, đúng là giả rất giống, bôi da ngăm đen hết chỉ tiếc, người tỉ mỉ chỉ cần nhìn một cái thôi đã có thể nhìn ra. Khâm Thiên dám châm lên ba nén hương, đưa cho Hoàng đế, Hoàng đế cầm trong tay, cung kính lại ba lại với bản tế, sau đó tự mình cắm hương vào trong lư hương sau đó ông ấy quỳ gối trên bồ đoàn bách quan quỳ xuống nam hoài vương cũng quỳ xuống theo lời cầu khẩn là do khâm thiên giám viết ra từ trước hoàng đế sẽ đọc lên lúc đọc lên nam hoài vương nhìn kỹ lúc ông ấy nói chuyện da mặt rất cứng đờ rất giả chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhìn ra nhưng ai lại đi nhìn chằm chằm vào mặt hoàng đế chứ dù nhìn ra có vấn đề thì có ai dám tiến lên vạch trận không đọc lời cầu khẩn xong khâm thiên dám kêu bách quan lên ông ấy và các bách quan quỳ lạy hoàng đế hơi choáng váng thương mai vỗ tay một cái lập tức có mấy thị vệ chạy đến đỡ lấy hoàng đế đương nhiên nam hoài vương nhìn thấy hắn cười khẩy một tiếng phải đổi ra mặt rồi à hắn đã sớm dặn dò chỉ cần có người vây quanh hoàng đế sẽ lập tức tiến hành ám sát quả nhiên có mấy bóng đen nhảy xuống từ trên trời mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng lập tức tấn công các thị vệ đang vây quanh hoàng đế Đám người đột nhiên lao xuống, thị vệ bố trí canh phòng nơi khác căn bản không có cách nào cứu viện, chỉ có thị vệ ở bên cạnh hoàng đế vội vàng rút kiếm đối kháng, nhưng cứ như thế sẽ phải tách nhau ra. Vì có thích khách, mọi người đều xông về phía hoàng đế, miệng hô, "Hộ giá, hộ giá." Nam Hoài Vương là người xông lên đầu tiên, hắn kéo lấy hoàng đế, còn chưa kịp nhìn mặt hoàng đế đã nắm lấy tay của ông ấy, đẩy ông ấy ra trước lan can, để hoàng đế đối mặt với dân chúng, miệng thì la lên, "Hộ giá!" hộ giá. Mấy sát thủ thấy Nam Hoài Vương đã đẩy hoàng đế đi thì bỗng nhiên tan tác như chim muông, những người này đều là người giỏi khinh công, thị vệ hoàn toàn không thể đuổi theo được, mộ dung khanh đuổi theo một người, nhưng còn chưa bắt được thì người cũng đã uống thuốc độc chết rồi. Thương Mai cười lạnh một tiếng, lấy sợi dây sẹo ra, thả bay đi, sợi dây sẹo rời tay bay thẳng về phía một tên thích khách, nó tự động quấn hai vòng lên miệng thích khách, sau đó lại bay về. Tất cả mọi người đều kinh hãi la lên, Nam Hoài Vương không quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn dân chúng bên dưới, nhìn thấy dân chúng ai cũng che miệng la lên, hắn nở một nụ cười thâm độc, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt của Hoàng đế. Hắn choáng váng, mặt Hoàng đế không có vấn đề gì cả, da mặt vẫn dán sát như cũ, thậm chí còn tự nhiên hơn khi nãy một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không thể nào, Tôn Phương Nhi đã nói khoảng hai canh giờ da mặt của hắn sẽ bị hỏng, nhất định phải đổi, lúc nãy hắn tận mắt nhìn thấy hoàng đế còn chưa kịp đổi thì thích khách đã đến rồi. Không thể nào. Lão bát, buông chấm ra, thích khách đi rồi. Hoàng đế trầm tĩnh nhìn hắn, nói. Nam Hoài Vương như bị điện giật buông tay ra, quay đầu nhìn lại một chút theo bản năng, thấy hạ thương mai đóng giả thành thị vệ kéo một thích khách, miệng thích khách bị trói, hoàn toàn không có cách nào cắn thuốc tự sát. Sắc mặt của hắn lập tức xám xịt. Hạ thương mai dùng châm điểm huyệt thích khách, mở sợi dây sẹo ra, sau đó bóp gò má của hắn, lấy khăn tay ra bọc lại ngón tay luồn vào trong miệng lấy thuốc ra ngoài, lại dùng khăn tay gói kỹ, đưa người cho mộ dung khanh. Mộ dung khanh đá tới một cước, người kia bị điểm huyệt không thể động đậy, đành phải suýt chút phải chịu này một đồng, mộ dung khanh ra lệnh, dẫn đi, thẩm vấn cho kỹ, phải sử dụng mọi cách hỏi ra người đứng sau hắn cho tôi. Vâng, thị vệ tiến lên, kéo người đi. Nam Hoài Vương nhìn thích khách bị dẫn đi, trong lòng bỗng nhiên vô cùng hoảng hốt, chỉ mong những người này thả chết không khai, nhưng tiến vào thiên lao, chết chính là hưởng thụ, những cực hình kia không ai có thể chịu đựng được cả, hắn ta lại không còn thuốc độc, sao có thể tự sát được. E rằng sẽ phải khai ra rồi. Vì có thích khách xuất hiện, hơn nữa lễ tế đã gần như hoàn thành, mộ dung khanh ra lệnh hộ tống hoàng đế hồi cung. Mục đích của chuyến đi này chỉ là muốn dân chúng nhìn thấy hoàng đế không phải quỷ diện sang, dẹp yên lời đồn, nếu đã đạt được mục đích thì những chuyện còn lại cũng không quan trọng nữa nhưng mộ dung khanh vẫn thấy bất ngờ chuyện bắt được thích khách này, trên đường hồi cung hắn vẫn nhìn thương mai mãi, nàng sử dụng sợi dây sẹo này thành thạo thật. Tạm tạm thôi, thương mai mỉm cười, nhớ lúc đầu khi A xà cô cô nói với cô tác dụng kỳ diệu của sợi dây sẹo cô vẫn chưa tin, cho rằng sợi dây sẹo có thể dụ rắn độc đến đã rất ghê gớm rồi, sao có thể trở thành vũ khí điều khiển bằng suy nghĩ được. Nhất rất rõ ràng là sợi dây sẹo có thể làm được lúc đó cảm thấy đoạt phách hoàn bị lấy chỉ đổi một sợi dây sẹo là quá thiệt thòi, bây giờ thì thấy vũ khí không cần sạc pin cũng có thể sử dụng cả đời này rất hữu dụng, còn có thể khống chế bằng suy nghĩ nữa, ghê gớm thật. Sợi dây sẹo còn có cái gì tác dụng kỳ diệu gì sao? Mộ Dung Khanh hỏi, hắn biết sợi dây sẹo lợi hại, nhưng lại không biết ngoài những tác dụng đó, sợi dây sẹo còn có bản lĩnh gì khác không? Asa à, Coco nói để ta chậm rãi mở rộng, tốt nhất cả đời cũng đừng sử dụng thương mai nói, lão tổ tông có rất nhiều bảo bối, nếu nàng khiến bà ấy vui, lại thưởng cho nàng một cái món nữa, nàng sẽ có lợi cả đời rồi. Thương mai nở nụ cười, một sợi dây sẹo đã đủ rồi. Thật sao, nghe nói lão tổ tông có rất nhiều cách chữa bệnh, bà ấy vốn dĩ đã biết y thuật, chỉ là bản vương vẫn không hiểu vì sao bà ấy lại không chữa bệnh cho hoàng thượng. Không phải trước kia từng nói lão tổ tông biết bói quẻ sao? Có lẽ bà ấy biết kiếp nạn này của hoàng thượng không nguy hiểm, sẽ có người hóa giải, cho nên không ra tay luôn. Thương Mai trêu ghẹo. Mộ Dung Khanh lắc đầu, làm gì huyền bí thế được. Có lẽ là có nội tình gì đó, nàng có thể trị khỏi, chắc chắn bà ấy cũng có thể trị khỏi. Thương Mai liếc phải, chàng vẫn luôn xem thường y thuật của ta mà. Lời hắn nói lúc nào cũng có gai, không câu nào dễ nghe hết. Chương 455.0 muốn gặp bọn họ thích khách không thể an toàn về đến thiên lao, tới giữa đường đã chết mà không rõ lý do. Mộ Dung Khanh đã đoán được từ trước, không quan tâm lắm nói, không sao, dù loại tử sĩ này không chết cũng không hỏi được gì cả đâu. Khó khăn lắm mới bắt được một người, không ngờ vẫn để hắn chết rồi. Thương Mai buồn giàu nói, làm gì có chuyện dễ thế, vừa mới lật đổ lương thái phó đã có thể lật đổ lão bát à. Nàng nghĩ hay ghê, mộ Dung Khanh cười nhạo. Thương Mai cười lắc đầu, có thể không muốn sao? Nhưng đương nhiên cô không dám nói là cô hạ châm quá nặng, hại chết thích khách, cô bắt thích khách chỉ vì muốn viên thuốc độc kia thôi, không phải hy vọng thích khách rơi vào tay Mộ Dung Khanh. Vì cô không thể chắc chắn thích khách có khai Nam Hoài Vương ra không, nếu khai ra, chắc chắn có thể tưởng tượng được kết cục của Nam Hoài Vương, hắn có chết cũng không hết tội, nhưng đồng mệnh cổ vẫn chưa được giải mà. Cô không thể để Mộ Dung Khanh chết cùng với Nam Hoài Vương được lần này xuất cung khiến bệnh tình của hoàng đế lại chuyển biến xấu, thương mai chỉ có thể tạm thời ở lại hy vi cung, một là để quản lý sổ sách trong cung, hai là chữa trị cho hoàng thượng. Tin tức tốt truyền vào cung là tiêu tháp đưa tới, nói sau khi Hàn Sơn nhận tiền chữa bệnh của tráng tráng thì nói với nàng ấy rằng tình huống của tiêu kiêu đã bước đầu ổn định, nhưng vẫn chưa thế xuống núi. Thương Mai tò mò hỏi rốt cuộc lão vương ra thu bao nhiêu bạc của tráng tráng, tiêu thắc phỉ cười, một trăm lượng. Một trăm lượng, vậy tại sao tổ phụ của ngươi lại nói phải tán ra bại sản thương mai ngạc nhiên hỏi đúng thế ta cũng không hiểu tổ phụ nghĩ gì nữa trong thư người ta không nói cần bao nhiêu chỉ muốn thu tiền khám chữa bệnh mua thuốc thôi tôi nói tổ phụ ngốc ông ấy còn không chịu nói một người đặc biệt như lão vương ra đòi tiền chữa bệnh chắc chắn sẽ không rẻ tiêu thắc cười ngại ngùng nói thương mai cũng bật cười hầu ra là tôn trọng lão vương ra ngốc chính là ngốc tiêu thắc khinh thường nói Thương Mai cạn lời nhìn hắn, tiêu thác, thật ra ngươi biết không? Dù tổ phụ ngươi có ngốc đến mấy cũng không ngốc bằng ngươi. Đây là nói bậy, tiêu thác đỏ mặt cãi. Là nói bậy đó, ngươi đúng là thông minh, thương Mai nghiêm túc nói. Tiêu thác nhìn cô, lời này có ý châm chọc mà, ngươi tưởng ta nghe không hiểu hả? Thương Mai bật cười, được rồi, không tranh cãi nữa, ngươi vào cung là để nói chuyện này với ta sao? Tiêu thác nói, không phải, bây giờ ta là thống lĩnh cấm quân. Không phải trước đây ngươi cũng là thống lĩnh cấm quân à? Thương Mai nhớ hình như hắn từng quản lý cấm quân. Bây giờ là hoàng thượng đề bạt, trước kia là vương gia quyết định riêng. Tiêu thắc tự hào nói. Thương Mai ôm một tiếng, có tiền đồ đấy. Ừm, ta đi làm việc đây, bây giờ nội bộ cấm quân khá rối loạn, ta còn phải chỉnh đốn lại nữa. Tiêu thắc nói xong thì đi luôn. Thương Mai nhìn bóng lưng của hắn, Tiêu thác cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi, nhớ trước đây khi vừa gặp hắn, cảm thấy hắn chín chắn thận trọng, sau đó phát hiện chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng vẫn còn rất ngây thơ, chỉ là qua nhiều chuyện như thế, lại thành thân, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc này gần cuối năm, ai cũng bận rộn. Cuộc sống bình lặng trôi qua, ngoài việc Nam Hoài Vương nói tháng 2 năm sau muốn cưới Tôn Phương Nhi, ở lại kinh thành xử lý chuyện kết hôn thì mọi thứ đều rất thuận lợi. Bệnh tình của hoàng thượng lúc tốt lúc kém, nhưng có thể sống qua năm mới, Hoàng Thái Hậu đã cảm thấy là kỳ thích rồi. Tết nghỉ phép, mùng 8 đầu năm mới lên chiều, vì thế mộ dung khanh cũng rảnh rỗi hiếm thấy. Đây là năm đầu tiên thương mai ăn Tết ở Đại Chu, cô rất coi trọng. Nhưng hôm 25 tháng chạp, Tôn Chắc Phi đột nhiên bệnh nặng rồi chết, nàng ta trước giờ không được sủng ái, cũng không có giá trị lợi dụng với quý Thái Phi, chết là chuyện sớm muộn. Nhưng Thương Mai không ngờ lại nhanh như thế. Thương Mai là Vương Phi, Đương nhiên chuyện tang sự của Tôn Trác Phi phải do cô phụ trách. Tôn Trác Phi chết không tạo nên sóng gió gì, nhưng lại khiến việc cưới xin của Nam Hoài Vương và Phương Nhi phải lùi lại. Chuyện này có nghĩa Nam Hoài Vương lại ở lại kinh thêm 100 ngày nữa. Xử lý tang sự của Tôn Trác Phi xong đã là 27 tháng chạp, vì đã sắp đến Tết, năm mới không thể xui xẻo được. Từ sau khi thái tử bị phế, sức khỏe của hoàng thái hậu yếu đi nhiều, chuyện trong cung hơn một nửa rơi vào tay Mai Phi và Nghi Phi thương mai chỉ quản lý sổ sách những chuyện còn lại đều không để tâm thương mai từng gặp tôn phương nhi một lần trong phủ trông nàng ta không vui không có cảm giác vui vẻ vì sắp làm tân nương chút nào lúc gặp nàng ta cô và mộ dung khanh nắm tay nhau đi qua mắt mộ dung khanh nhìn thẳng chỉ lo nắm bàn tay cô tôn phương nhi căm ghét nhìn tới thương mai đã biết nàng ta vẫn chưa quên được mộ dung khanh đúng là một tình địch mạnh mà thương mai thầm thở dài trong lòng có một người đàn ông xuất sắc như thế, lúc nào cũng phải lo đề phòng. Cũng may hắn rất phối hợp, không thèm nhìn một cô gái nào khác, Thương Mai rất vui mừng vì điều này. Ngày 28, Thương Mai theo lệ vào cung chữa bệnh cho hoàng đế. Trước đây, hoàng đế sẽ không nói chuyện quá nhiều với Thương Mai, nhưng ngày đó tinh thần của ông ấy khá tốt, còn kêu Thương Mai ngồi xuống trò chuyện với mình. Thương Mai chỉ cho rằng ông ấy bệnh lâu nên trong người khó chịu, muốn tìm người nói chuyện bèn thu châm lại ngồi xuống, hoàng thượng muốn nói gì ạ? À? Vết ban đỏ trên mặt hoàng đế đã mở đi nhiều, nhìn chằm chằm vào cô mãi không rời mắt, khiến thương mai tưởng trên mặt mình nổi ban đỏ, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ, hoàng thượng. Lúc này hoàng đế mới rời mắt đi, cong môi cười, không phải chuyện đặc biệt gì, chỉ muốn tán gẫu với người mấy câu thôi. Thương mai cảm thấy hôm nay ông ấy rất lạ, nhất là ánh mắt khi nhìn cô, có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời trong lòng thương mai vang lên tiếng chuông cảnh báo thầm hy vọng đừng nói chuyện gì không hay nếu không thì khỏi ăn tết luôn một lát sau hoàng đế mới nói mẹ ngươi có khỏe không thương mai ngẩn ra sao chuyện này lại liên quan đến mẫu thân rồi nhớ lúc trước nghe nói hoàng đế từng ái mộ mẫu thân đừng nói là dư tình chưa dứt nhé nhưng không thể được con người ông ấy luôn không xem trọng tình cảm nam nữ mà thương mai cẩn thận nói bây giờ mẫu thân sống không màng danh lợi rất thoải mái, rất tốt, cảm ơn Hoàng thượng đã hỏi thăm. Sau khi hòa ly, bà ấy không nghĩ đến việc tìm một người khác sao. Hình như Hoàng đế vẫn chưa hiểu sự kiêng rẻ của Thương Mai, ngược lại còn hỏi sâu hơn. Sắc mặt Thương Mai trở nên nghiêm túc, việc này, mẫu thân nói sống một mình rất tốt, không muốn tìm thêm nữa. Hoàng đế cười, mẹ ngươi là một nữ tử giỏi giang, cả đời này, chấm chưa từng gặp nữ tử nào tốt đẹp như bà ấy cả. Thương Mai gượng cười, hoàng thượng quá khen rồi, và lại tốt đẹp chỉ là vì có khoảng cách, ở gần quá sẽ chỉ thấy khuyết điểm mà thôi, không phải ngày xưa hạ phụ thân ta cũng cảm thấy bà tốt đẹp ư. Nhưng cưới rồi, sự tốt đẹp của bà đều trở thành khuyết điểm cả. Đó là vì ông ta không biết quý trọng, hoàng đế nghiêm túc nói, đây không phải lỗi của mẹ ngươi, nếu là nam tử khác, chắc chắn sẽ đối xử tốt với mẹ ngươi. Thương Mai thầm thấy hồi hộp, nam tử khác, đừng nói là chính ông ấy nhé nhưng tuyệt đối không thể nào, khó lắm mẫu thân và an thân vương mới xem như phá vỡ tình thế gượng gạo, có hy vọng khổ tận cam lai, hoàng đế không thể chen chân vào được. Hoàng thượng, đúng rồi, lúc trước Mai Phi nương nương nói muốn đến thăm ngài, từ khi ngài bị bệnh, bà ấy vẫn luôn nhớ ngài, hay ngài đeo dạ mặt lên gặp bà ấy một lần nhé. Thương Mai vội vàng đánh chống lảng. Hoàng đế lại hơi mất hứng, không, không gặp, chấm không muốn gặp bọn họ. Chương 456, làm sao người làm được? Thương Mai than thở trong lòng, người ta cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của ngài, vợ mình thì chẳng muốn gặp mà cứ tơ tưởng về người phụ nữ không thuộc về mình. Đàn ông trong thiên hạ đều hèn hạ thế sao? Hoàng để chẳng có ý định dừng cuộc nói chuyện, mà hỏi tiếp, trầm nghe nói hiện nay lão nhị và mẫu thân người qua lại rất mật thiết đúng không? Thương Mai không biết rốt cuộc hắn ta nghĩ gì, nhưng việc truy hỏi như thế thật sự khiến lòng người bàng hoàng chuyện này, đã lâu ta chưa về nên cũng không biết hai người họ có qua lại mật thiết như lời Hoàng thượng nói hay không. Không phủ nhận, cũng không khẳng định, trả lời ba phải. Hoàng đế chậm rãi nở nụ cười, thương mai, người sợ chậm lắm sao? Tất nhiên là sợ rồi, ngài là người nắm quyền sát sinh, ngài là Hoàng đế mà. Đương nhiên thương mai sẽ không nói thể, mà chỉ ngạc nhiên hỏi sao Hoàng thượng lại nói thế. Hoàng thượng là huynh trưởng của vương gia, là người một nhà, người một nhà thì phải thân thiết chứ sao lại sợ. Người một nhà, hoàng đế nhỏ giọng lặp lại lời này, rồi ngẩng đầu nhìn thương mai, nếu lão nhị thật sự muốn lấy mẫu thân của ngươi thì sẽ loạn vai vế. Thương mai giờ khóc giờ cười, nếu ngài cưới mẫu thân của ta thì bối phận không loạn hay sao? Thương mai không biết nên nói gì, chỉ đành nhàn nhạt nói, đó là chuyện của hai người họ, ai trong chúng ta đi hỏi cũng không thích hợp, cử thuận theo tự nhiên thôi. Mẫu thân từng nói bây giờ ở một mình rất tốt, có lẽ bà ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người để lấy. Nhưng là nữ tử, dù thế nào cũng phái về nhà chồng, tìm một nam tử để nương tựa cả đời, nữ tử đặc biệt như nàng ấy, thiên hạ này có ai xứng đóc. Đừng có tìm một người như phụ thân ngươi nữa, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, sợ rằng tạm thời mẫu thân chẳng muốn nhớ đến chuyện này. Thương Mai nhanh chóng nói, ai bị rắn cắn? Thương Mai thấy hắn tới thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nói người sợ rắn đó mộ dung khanh nói bốn vương ra không có sợ thương mai nhún vai hôm nay hoàng huynh thế nào rồi mộ dung khanh hỏi hoàng đế ngồi dậy cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều nhờ thương mai cả nói xong hắn ta lại nhìn thương mai mà hỏi y thuật của ngươi là do mẫu thân người dạy hay sao thương mai lắc đầu không phải mẫu thân ta không biết y thuật ta chỉ học từ một lão đại phu có thể dạy được một học trò xuất sắc như thể sư phụ của ngươi nhất định rất giỏi hoàng đế tán thưởng nói có thể tiến cử vào cung để chấm gặp mặt không thương mai cười nói không biết sư phụ đi đến đâu nữa ngay cả ta cũng chẳng có cách nào biết được hành tung của ông ấy thế sao vậy ông ấy tên gì hay để chấm cho người đi tìm hôm nay hoàng đế cứ như phải đối nghịch với thương mai chuyện gì cũng phải hỏi cho rõ thương mai ngỡ ra thật ra ta cũng không biết tên của sư phụ chỉ biết ông ấy họ lão thầy hoàng đế nghe cô nói thế cuối cùng cũng không hỏi nữa, mà nhìn mộ dung khanh bãi chiều rồi sao? Đã thu xếp ổn thỏa các bên hết chưa? Ban thưởng cuối năm cả rồi chứ? Đã ban, cũng đã mang thịt mỡ về ăn Tết rồi. Mộ dung khanh cười nói. Trước khi nghỉ Tết mỗi năm, triều đình đều sẽ ban phát thịt heo và thịt dê nhiều hơn bình thường, được gọi là thưởng đồ ăn đầu năm, phân theo cấp quan, quan nhất phẩm được hai con dê và một con heo, cứ thể mà suy ra, ngay cả sai dịch ở nha môn cũng được chia một cân thịt heo và một cân thịt dê. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, khổ sở cười, chấm cứ tưởng sẽ không qua nổi năm nay, ai ngờ vẫn gắng qua được, coi như chấm tại vị hơn 12 năm rồi. Còn có 22 năm, 32 năm, 42 năm nữa, đừng có nói nhảm. Mộ Dung Khanh chấm mặt nói. Hoàng đế nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng, để ấy à, nếu đã thành thân rồi thì nhanh chóng cùng Thương Mai sinh ra một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm dỗ dành mẫu hậu đi. Thương Mai không nói, cô muốn sinh cũng không sinh được. Được, sẽ cố gắng tranh thủ, ngay cả ban đêm đều đang cố gắng. Mo Dung Khanh chẳng biết xấu hổ nói ra, đoan trang nghiêm túc như đang nói chính sự vậy. Thương Mai lại chẳng hứng thú nghe bọn họ nói chuyện phòng the trước mặt mình, nói, được rồi, ta đi qua chỗ Hoàng Thái Hậu đây, Tổng quản nội phủ nói đem nộp bản dự tính của năm sau, ta đi xem xét đây." Nói xong, đứng dậy cúi người nói, "Thương Mai xin cáo lui." Cô vừa mới đi ra đã nghe Mộ Dung Khanh cực kỳ khiêm tốn hỏi, thần đệ thấy dáng dấp của các nương nương trong hậu cung đều rất đẫy đà, không biết họ bảo dưỡng thế nào vậy. Nhà thần đệ chỉ có một chú trâu gầy còm, ăn thế nào cũng không mập lên được. Thương Mai hộc máu, nhanh chóng bước đi, không thể nào nghe tiếp. Lần này nội phủ ghi chép sổ sách trong cung rất tốt, Thương Mai rất hài lòng. Các chuyện dự tính của năm sau cũng coi là hợp lý, nhưng vẫn hơi chênh lệch so với yêu cầu của cô. Dù sao thì cũng không thể biến người mập mạp thành người gầy ngay lập tức, phải từ từ tiến hành. Phía bên Thanh Ninh Các là nơi không có trị an nhất trong hoàng cung và vương phủ. Sau khi Nam Hoài Vương vạch kế thất bại thì trở về mảng đệ ấy à, nếu đã thành thân rồi thì nhanh chóng cùng Thương Mai sinh ra một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm rỗ dành mẫu hậu đi. Thương Mai không nói, cô muốn sinh cũng không sinh được. Được, sẽ cố gắng tranh thủ, ngay cả ban đêm đều đang cố gắng." Mò Dung Khanh chẳng biết xấu hổ nói ra, đoan trang nghiêm túc như đang nói chính sự vậy. Thương Mai lại chẳng hứng thú nghe bọn họ nói chuyện phòng the trước mặt mình, nói, "Được rồi, ta đi qua chỗ Hoàng Thái hậu đây, tổng quản nội phủ nói đem nộp bản dự tính của năm sau, ta đi xem xét đây." Nói xong, đứng dậy cúi người nói, "Thương Mai xin cáo lui." Cô vừa mới đi ra đã nghe Mộ Dung Khanh cực kỳ khiêm tốn hỏi Thần đệ thấy dáng dấp của các nương nương trong hậu cung đều rất đẫy đà, không biết họ bảo dưỡng thế nào vậy. Nhà thần đệ chỉ có một chú trâu gầy còm, ăn thế nào cũng không mập lên được. Thương Mai hộc máu, nhanh chóng bước đi, không thể nào nghe tiếp. Lần này nội phủ ghi chép sổ sách trong cung rất tốt, Thương Mai rất hài lòng, các chuyện dự tính của năm sau cũng coi là hợp lý, nhưng vẫn hơi chênh lệch so với yêu cầu của cô. Dù sao thì cũng không thể biến người mập mạp thành người gầy ngay lập tức phải từ từ tiến hành. Phía bên Thanh Ninh Các là nơi không có trị an nhất trong Hoàng Cung và Vương Phủ. Sau khi Nam Hoài Vương vạch kế thất bại thì trở về mảng lầm là 10 ngày, ai ngờ lần chờ này phải chờ đến gần Tết mới tới. Sau khi vào, Tôn Phương Nhi không vòng vo mà trực tiếp hỏi, ta muốn biết hôm tổ chức đại điển tể trời, người làm sao để gương mặt của Hoàng Thượng không xuất hiện ban đỏ. Ta biết người dùng mặt nạ ra mặt, nhưng hôm đó với thời tiết thế kia thì mặt nạ giả không thể nào duy trì được hai canh giờ, ngươi cũng không thể đổi trong loan giá vì ngươi không thể ngồi cùng loan giá với hoàng thượng ngươi không nghĩ ra sao thương mai cười khẽ không nghĩ ra không biết ngươi làm sao mà làm được bài thuốc bí truyền làm mặt nạ da mặt ngươi dùng những gì tôn phương nhi sụ mặt hỏi thương mai nhìn nàng ta cần bao lâu để xé một tấm da mặt xuống tôn phương nhi ngẩn ra rất đơn giản dùng tay áo che lại là xé xuống được rồi cũng chỉ trong chớp mắt thôi ừ không sai một cái chớp mét, người thấy hoàng thượng không làm được sao. Thương Mai cười khẽ ra tiếng, được rồi, ta phải đi. chương 457, tiếp cận Tôn Phương Nhi. Nhi thấy cô đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, đúng nờ, như nàng ta dùng hai tấm da mặt, tầm bên trong được nhiệt độ dưới da giữ ẩm, bên ngoài lại có một tấm chắn gió, đúng là có thể thêm một giờ, cách đơn giản thế sao nàng ta lại không nghĩ ra cơ chứ. Trong lòng nàng ta rất khó chịu, nàng ta tự xưng là thông minh, cũng nghĩ mình thông minh nên khi biết có một nữ tử thông minh hơn mình cảm giác đó rất khó chịu sao chỗ nào nàng ta cũng kém hạ thương mai vậy sắp xếp kế hoạch thỏa đáng thế kia thể mà lại bị hủy bởi một hậu chiêu dễ như trở bàn tay của hạ thương mai còn khiến cho nàng ta bị vương ra trách một lúc lâu còn cái chết của tên thích khách đó nàng ta đã nghĩ thông rồi thích khách không hoài vương thì chắc chắn là chết trong tay hạ thương vì nàng ta không thể nào để cho tên thích khách đó khai ra nam hoài vương sau khi trở lại thanh ninh các, Tôn Phương Nhi nói chuyện hai lớp ra mặt cho Quý Thái Phi và Nam Hoài Vương biết, Nam Hoài Vương lập tức chế nhạo nàng ta tại chỗ, Phương Nhi à, người cứ tự cho thông minh, nhưng còn kém coi hơn cả một ngón tay của Hạ Thương Mai, khó trách người bị Tôn ra đuổi ra khỏi nhà. Có lẽ Tôn Phương Nhi đã quen với chuyện Nam Hoài Vương nhục mã như thế nên nàng ta không phản bác, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng các lời xỉ và khó nghe. Nhưng Quý Thái Phi lại lên tiếng giúp Tôn Phương Nhi, rồi, sao Phương Nhi biết á hạ thương mai đó xảo quyệt thể được. Nó làm tốt lắm rồi. Thật ra quý Thái Phi cũng không hài lòng vì lần này Tôn Phương Nhi tính kế lầm, bà ta cho rằng Tôn Phương Nhi nên nghĩ đen chuyện này, bây giờ lại lãng phí hai tử sĩ. Nhưng bà ta không thể giúp Nam Hoài Vương trách cứ nàng ta được, đạo lý vừa đấm vừa xoa, bà ta biết chứ. Nam Hoài Vương lạnh lùng đứng dậy, được rồi, bốn vương cũng không muốn trách cứ gì người nhiều, người cứ suy nghĩ mà làm, nếu kế hoạch tiếp theo còn sai lầm thì bổn vương không giữ người bên cạnh được nữa nhưng bà ta không thể giúp nam hoài vương trách cứ nàng ta được đạo lý vừa đấm vừa xoa bà ta biết chứ nam hoài vương lạnh lùng đứng dậy được rồi bốn vương cũng không muốn trách cứ gì người nhiều người cứ suy nghĩ mà làm nếu kế hoạch tiếp theo còn sai lầm thì bổn vương không giữ người bên cạnh được nữa nói xong thì lạnh lùng phất tay áo rời đi tôn phương nhi đứng lên của người cô mẫu phương nhi xin cáo lui Phương Nhi, quý thái phi cầm tay nàng ta, dịu dàng nói con đừng trách Phương ra, chuyện lâu như thế rồi mà chẳng được gì, tâm trạng của nó nóng nảy là phải, con là người bên cạnh nó thì thông cảm nó nhiều nhiều. Tôn Phương Nhi gật đầu, sắc mặt hờ hững, Phương Nhi biết mà, Phương Nhi hiểu mà. Con là đứa con ngoan, đi đi, đi mua vài món trang sức tô điểm đi, con xem con sắp thành nam hoài vương phi rồi mà còn giản dị hơn cả một thị nữ, Quý Thái Phi vừa nói vừa đưa cho nàng ta một tấm ngân phiếu. Tôn Phương Nhi cảm ơn, cầm lấy ngân phiếu mà đi ra ngoài. Tới viện, nàng ta mở ngân phiếu ra, 50 lượng. Nàng ta cười mia, 50 lượng thì mua được món trang sức nào xứng với thân phận Vương Phi chứ? Chẳng qua chỉ là số tiền tổng cổ thị nữ thôi, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho Tôn Phương Nhi ta dung thân hay sao? Tôn Phương Nhi lẩm bẩm nói, gió bắc thổi khiến mái tóc nàng ta bay loạn, suy nghĩ trong lòng càng hỗn loạn không biết rốt cuộc mình làm là đúng hay sai nàng ta luôn nghĩ đến tiền đồ muốn cho tôn gia và mộ dung khanh biết tôn phương nhi nàng không phải là người tầm thường nhưng đi theo nam hoài vương nhiều năm như thế tuy hắn trọng dùng nàng ta nhưng chưa bao giờ đối xử tử tế với nàng ta nàng ta không biết mình có nên tiếp tục theo hắn hay không sau khi gả cho hắn thành quả lớn nhất là trở thành một vị vương phi không được sủng ái dù sau này hắn đoạt được Giang Sơn thì ha cũng không phong nàng ta làm hậu, trong lòng hắn, từ đầu đến cuối chỉ có nhu giao, dù nhu giao đã từng gả đi rồi. Lòng đầy tâm sự không thể nói ra, nàng ta không có bằng hữu Một thân một mình đi ra ngoài, tìm một tử quán nhỏ, muốn uống say như chết, nhưng nàng ta không dám. Thân là mưu sĩ, nàng ta phải luôn giữ tỉnh táo. Dù đau khổ cũng phải tỉnh táo. Gọi một bình rượu quế hoa nhướng, người mùi rượu một cái, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn cảnh phố phường náo nhiệt bên ngoài cửa sổ. Có một bóng người quen thuộc đi qua, là nhu giao. nàng ta cầm rất nhiều thứ, đi cùng với nàng ta là tô thanh, công tử nhà họ tô. thật ra nàng ta rất hâm mộ nhu giao, không phải hâm mộ nàng ta được cưng chiều trong phủ. nhu giao là đích nữ, tất nhiên sẽ được cưng chiều hơn nàng ta. cái nàng ta hâm mộ nhu giao là nàng ta có thể dễ dàng yêu một người và cũng có thể dễ dàng quên một người. Tại sao nàng ta lại khó khăn như thế? Người nên quên lại không quên được. Hai người họ đứng trước cửa, hình như muốn đi vào, nhưng nhu giao thấy nàng ta nên đã kéo Tô Thanh đi, mặt đầy chán ghét. Tôn Phương Nhi cười khẩy, ngươi không nhận tỷ tỷ là ta, còn ta nhất định phải nhận ngươi sao? Ta ngồi xuống được không? Tôn Tiểu Thư. Một giọng nói du dương vang lên từ sau, Tôn Phương Nhi quay đầu, chỉ thấy một nữ tử nở nụ cười tươi giói đứng phía sau, nàng ta biết người này, tuy chẳng qua lại gì nhưng nàng ta là người có thanh danh hiền hách. Trường quỹ hồ cứ ngồi đi, Tôn Phương Nhi lạnh nhạt nói. Người mới tới là Hồ Hạnh Nhi, nàng ta vừa gặp bạn hàng xong, đi từ gian phòng trang nhã ở trên lầu xuống thì thấy Tôn Phương Nhi một mình ngồi cạnh cửa sổ, nàng ta cũng thấy Nhu Giao và Tô Thanh đi qua. Hồ Hạnh Nhi ngồi xuống, cầm lấy bình rượu mà ngửi, cười nói que hoa nhưỡng sao. Ta còn tưởng Tôn Tiểu Thư sẽ thích loại rượu nồng một chút chứ. Ta không thích rượu. Thái độ của Tôn Phương Nhi là xa cách từ chối người khác, nhưng lại không phản đối việc Hồ Hạnh Nhi ngồi xuống. Trong lòng nàng ta mơ hồ nghĩ, có lẽ có một người ngồi cạnh cũng tốt, dù là nam hay nữ, có người cùng là tốt rồi. Thỉnh thoảng uống một chút đi Hồ Hạnh Nhi sai người lấy một cái ly tới, rót một ly, rượu quế hoa nhướng có màu vàng sẫm khá là đục, không phải rượu thượng phẩm. Nàng ta uống một ngủ, nói ta tự cất rượu nho, hôm khác mời tôn tiểu thư đến phủ của ta uống vài ly. Tôn Phương Nhi cười nhạt, người biết ta là ai đúng không? Biết, Tôn Phương Nhi, mưu sĩ của Nam Hoài Vương. Hồ Hạnh Nhi nói thẳng, vậy chắc người biết ta và Hạ Thương Mai chống đối nhau giọng nói của Tôn Phương Nhi vẫn lạnh lùng như cũ, trên gương mặt xinh đẹp phủ lên một tầng sương lạnh. Hồ Hạnh Nhi cười, ta không tham dự vài chuyện như vậy. Vậy người ngồi xuống đây có mục đích gì? Tôn Phương Nhi hỏi. Hồ Hạnh Nhi lại uống thêm một ly rượu, sắc mặt không tươi sáng như trước mà hơi âm u, không biết có lẽ là muốn tìm một người ngồi cùng ngươi muốn tìm người ngồi cùng, có biết bao kẻ muốn ngồi cùng chứ? Cần gì phải tìm ta? Tôn Phương Nhi vốn không tin, mục đích mà người tiếp cận ta rất rõ ràng, nếu người hy vọng moi được gì từ miệng ta thì người phải thất vọng rồi. Hơn nữa, mọi người đều biết ta biết thuật dùng thuật phu cổ, người không sợ ta hạ cổ ngươi sao? Hồ Hạnh Nhi lắc đầu, ta không biết, sợ ấy à, ai mà không sợ chứ? Thuật dùng cổ ai mà chẳng sợ, rồi ghét nữa, cũng như hồ hạnh nhi ta, cả hồ ra có ai không ghét ta. Ai dám thân thiết với ta, tuy ta có nhiều bằng hữu thương mai, công chúa, loan loan, nhu sao, và cả tiêu thác, tô thanh hay giả vương đều là bằng hiếu của ta. Nàng ta vừa nói vừa cười khổ, nhưng có vài chuyện có thể nói với những người có thân phận như họ hay sao? Tiếng lòng, chỉ có mỗi mình ta biết thôi. Tôn Phương Nhi ngẩng đầu nhìn Hồ Hạnh Nhi, ánh mắt nghiền ngẫm, như đang nghiên cứu lời nói của nàng ta là thật hay giả. Hồ Hạnh Nhi cũng ngẩng đầu nhìn nàng ta, ngươi không cần nhìn ta, ta và ngươi không có sự xung đột về lợi ích, ta không tham gia vào chính sự, các ngươi tranh nhau đến mức ngươi chết ta sống là chuyện của các ngươi. Vậy lúc này ngươi không cần phải ngồi xuống, ngồi bên cạnh ta, khi những bằng hữu đó của ngươi thấy được thì sẽ tưởng rằng ta và người cấu kết gì đó với nhau. Tôn Phương Nhi chậm rãi nói. Chương 458, chúng ta đều đang bày mưu tính kế hồ hạnh nhi nói tại sao phải quan tâm người khác nhìn mình như thế nào sống toát cuộc sống của mình là được tôn phương nhi khá xúc động để che giấu cảm xúc nàng ta củi đầu uống cạn nửa chén rượu ngay cả uống rượu cũng không thể thoải mái cuộc sống như này là của mình sao nàng chưa bao giờ sống cuộc sống của chính mình hồ hạnh nhi thở dài thôi quên đi không nói nhiều nữa ta kính ngươi một ly chúc ngươi sớm trở thành nam hoài vương phi Nói xong nàng rót rượu cho Tôn Phương Nhi, cũng tự rót cho mình rồi nâng chén lên, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến già. Tôn Phương Nhi nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, cầm chén nhưng lại trần trừ không nâng lên. Hồ Hạnh Nhi đặt chén rượu xuống, người cảm thấy ta không đủ tư cách chúc phúc cho hai người phải không? Cũng đúng, hai người là hoàng thân quý tộc, sao lại để đám thương nhân thân đầy mùi tiền như chúng ta vào mắt chứ? Là ta nhiều chuyện rồi. Nói xong nàng tự uống cạn chén rượu, đặt chén xuống định đứng lên tôn phương nhi đột nhiên nói ta không có ý này nàng ta nâng chén lên uống một hơi thật nhanh rồi mơ hồ nói coi như ta cảm ơn người đã ngồi cùng ta một lát nàng đã uống cạn chén rượu này nhưng không phải vì nàng sắp trở thành vương phi hồ hạnh nhi vỗ nhẹ lên mở u bàn tay nàng ta cuộc sống là như vậy đừng làm khó bản thân quả ta đi đây nếu muốn tìm người uống rượu thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào chúng ta không nói tới vấn đề chính trị không nói về sự thù địch đôi bên, ngươi là Tôn Phương Nhi, ta là Hồ Hạnh Nhi, chỉ vậy thôi. Nói xong nàng đứng dậy đi mất. Tôn Phương Nhi nhìn theo bóng lưng nàng, lại đưa tay chạm nhẹ vào nơi nàng vừa chạm, cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái, dường như có thể xua tan đi cái lạnh giá trong lòng. Vào đêm giao thừa, Hồ Hạnh Nhi mang quà tới thăm từng nhà, bận rộn đến mức chân không chạm đất, đến nhiếp chính vương phủ nàng còn cho người đưa cho Tôn Phương Nhi một xếp tơ và một chiếc vòng tay tặng quà cho nàng ta. Thương Mai nhìn Hồ Hạnh Nhi, không giống tính cách thương nhân của. Hồ Hạnh Nhi nhún vai, thì kiểu gì cũng phải có người tiếp cận nàng ta chứ, nếu không người có chắc mình có thể lấy được phương thuốc giải độc đồng mệnh cổ không? Người cẩn thận Thương Mai nhắc nhớ, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, thực ra nàng ta khá đáng thương, chỉ là người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Thương Mai nói, thật ra nàng ta không nên ra tay với tôn phu nhân, dù sao tôn phu nhân thật lòng yêu thương ừng, đến giờ nhu giao vẫn chưa thể tha thứ cho nàng Hồ Hạnh Nhi đứng dậy, nếu nàng ta có thể rời xa Nam Hoài Vương, không giúp hắn nữa thì ta có thể cho nàng ta một khoản tiền để tự sống cuộc sống của mình, chỉ là phải xem nàng ta muốn gì, nếu nàng ta muốn ngôi vị hoàng hậu thì ta cũng đành chịu. Thương Mai cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Hạnh Nhi. Không cần cảm ơn, lợi dụng lẫn nhau thôi mà Hồ Hạnh Nhi cười nói. Đương nhiên Thương Mai biết không chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mọi người đều là người đồng hương, đều hy vọng đối phương có cuộc sống yên bình. Chỉ là cô vẫn phải nhắc nhở một chút, nàng ta biết thuật phu cổ, tính tình lại cổ quái, người vẫn nên cẩn thận một chút. Ta đã ứng phó với rất nhiều người có tính tình cổ quái, kiếp trước hay kiếp này đều không có người bình thường Hồ Hạnh Nhi rất tự tin. Vậy ngươi nghĩ thế nào về con người Tôn Phương Nhi? Thương Mai nghe nàng ấy nói vậy thì biết nàng cũng hiểu Tôn Phương Nhi. Quả thật Tôn Phương Nhi là nhân vật chủ chốt, nếu nàng ta không đứng về phía Nam Hoài Vương thì hắn ta chỉ là một con hổ chỉ có răng mà không biết cắn xé kẻ thù. Hồ Hạnh Nhi nói, nàng ta ác độc, điều này có thể khẳng định, nếu không cũng sẽ không giết sư phụ còn hại mẫu thân và đích mẫu của mình, đắc tội với nàng ta thì nàng ta sẽ đầu với người đến cùng bằng mọi giá. Hơn nữa nàng ta là một người cực kỳ biết nhẫn nhịn, thật ra Nam Hoài Vương đối xử với nàng ta rất tệ, nhưng vì mục đích của mình, nàng ta có thể chịu đựng tất cả những sự sỉ nhục mà hắn dành cho mình. Thương Mai, chúng ta đều hiểu một người có bản lĩnh nhưng lại phải ẩn nhẫn là chuyện đáng sợ thế nào. Nhưng là người thì đều có điểm yếu, chỉ cần nắm được điểm yếu của nàng ta là có thể xuyên thủng hàng phòng thủ vững chắc của nàng. Vậy ngươi nghĩ điểm yếu của nàng là gì? Thương Mai hỏi, thật ra cô vẫn chưa thật sự tìm tòi nghiên cứu Tôn Phương Nhi. Cô không giống Hồ Hạnh Nhi, trước kia Hồ Hạnh Nhi là chủ tịch hội đồng quản trị, còn cô là bác sĩ quân y cô nghiên cứu y học nhiều còn Hồ Hạnh Nhi lại thích nghiên cứu về con người. Hồ Hạnh Nhi phân tích, ta bí mật quan sát thì thấy nàng ta rất thích những nơi náo nhiệt, nhưng chưa bao giờ đến gần người khác mà chỉ nhìn mọi người vui vẻ, thì thoảng có thể nhìn thấy sự ao ước và đố kỵ trong mắt nàng ta. Đây là ý nghĩa rất sâu mà người bình thường không nhìn thấy, nhưng làm sao thoát được mắt lửa ngươi vàng của Hồ Hạnh Nhi ta đây, nàng ta rất cô đơn, khát khao được tiếp xúc với người khác, mong muốn có bạn bè cho nên người định làm bạn với nàng ta sao? Hạnh nhi, người này mưu mô thâm hiểm, thủ đoạn còn tàn nhẫn, người đừng làm vậy, nếu để nàng biết người lừa nàng thì nàng sẽ giết người mất. Thương Mai nói, Hồ Hạnh Nhi cười danh mãnh, mưu mô, ta còn mưu mô hơn nàng, lão hạ, đừng lo lắng cho ta, ta không lừa nàng, trước khi nàng không có định ý với ta thì ta đã thật lòng làm bạn với nàng rồi. Những người làm ăn như chúng ta thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù. Thương Mai nở nụ cười, đúng thế, ai dám bày mưu tính kế với chủ tịch Hồ. Thanh Ninh Các, Tôn Tiểu Thư, cô hầu gái Tiếu Hồng gõ cửa phòng Tôn Phương Nhi, vào đi, bên trong vọng lại giọng nói luôn lãnh đạm của Tôn Phương Nhi. Tiểu Hồng đẩy cửa đi vào trong tay cầm gấm và một hộp gấm, Tôn Tiểu Thư, đây là quà của trưởng quỹ Hồ ra, nói là tặng cho người. Tôn Phương Nhi giật mình, tặng cho ta. Vâng, khi nàng ấy bước vào thì nô tỳ vừa khéo đang ở cửa, nàng thấy nô tỳ thì kéo nô tỳ sang một bên đưa đồ cho nô tỳ, sau đó đi tìm Vương Phi. Tiểu Hồng nói, Tôn Phương Nhi hờ hững nói, người mang đi trả lại cho nàng, ta không nhận. Tiểu Hồng đáp, vâng. Nói xong nàng xoay người rời đi. Nhưng Tôn Phương Nhi lại gọi nàng lại, để ta xem trong hộp có gì. Tiểu Hồng quay đầu lại, đặt đồ lên bàn, lấy hộp gấm nhỏ đưa cho nàng ta, nô tỳ thấy trong tay nàng cầm hai hộp giống nhau, chắc là cũng tặng cho Vương Phi nữa, có thể là kim bài, dù sao thương gia đều thích tặng vàng. Tôn Phương Nhi hơi ngạc nhiên, nàng cũng tặng cho hạ thương mai những thứ này. Gấm thì như nhau, đều là gấm tứ xuyên, chỉ có màu sắc khác nhau, cuộn này của người là màu trắng mộc mạc, hoa văn chìm, của Vương Phi thì có màu đỏ tươi, theo hoa thực dược. Còn hộp gam thì nô tỳ không nhìn thấy hộp của Vương Phi là gì. Tôn Phương Nhi suy nghĩ một chút thôi, người để đồ lại rồi ra ngoài đi. Tiểu Hồng thấy nàng ta đột nhiên thay đổi ý định thì hơi ngạc nhiên, nhưng trước nay nàng ta vẫn luôn kỳ quái nên nàng cũng không hỏi nhiều vội xoay người ra ngoài. Tôn Phương Nhi mở hộp gấm ra, trong hộp có một miếng bạch ngọc long lanh như pha lê, bạch ngọc được tạc thành Phật bà quan âm, đường nét mềm mỏng nhã nhặn, vẻ mặt hiền hậu khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôn Phương Nhi đưa tay sờ bạch ngọc, vẻ mặt hơi kỳ lạ, sau đó lại đưa tay sờ gấm lụa, gấm mềm min, lành lạnh nhưng cảm giác tay sờ vào rất thích, là hàng chất lượng tốt. Ngươi tiếp cận ta chẳng qua là vì hạ thương Mai thôi, ta không tin ngươi." Tôn Phương Nhi lạnh giọng nói. Dù nói vậy nhưng nàng ta vẫn đeo bạch ngọc quan ân lên cổ. Chương 459, bữa cơm tất nhiên. Bữa cơm giao thừa mọi người trong phủ phải ăn cơm cùng nhau. Thật ra Thương Mai chưa từng ăn cơm cùng Quý Thái phi, huống chi là ăn cùng với Tiểu Thúc. Chiều nay khi Mộ Dung Khanh về đã nói với Thương Mai, tối nay không ăn cùng nhau chúng ta về tìm lão nhạc mẫu ăn cùng người đi. Nhạc mẫu là nhạc mẫu nhưng đừng thêm chữ, lão có được không? Bà ấy còn chưa đến 40 tuổi, thương mai nói không nên lời. Mộ Dung Khanh ngồi xuống cần hạt dưa, tuổi có nhỏ hơn nữa cũng vẫn là lão nhạc mẫu. Chúng ta về ăn hả? Như vậy không hay lắm đâu, chắc chắn lúc về tam ca lý lẽ cứng nhắc kia của chàng lại nói chúng ta. Thương Mai nói, lễ thân vương là người cực kỳ coi trọng luân lý tình thân nếu huynh ấy nói thì nàng hỏi ngược lại có phải bữa cơm tất niên nên ăn cùng người nhà phải không chúng ta và lão nhạc mẫu là người một nhà không thì vào cung ăn cũng được chỉ cần nàng không sợ bị các nương nương bám giết mộ dung khanh nhổ vỏ hạt dưa trước kia hẳn không thích ăn vặt nhưng bây giờ mọi mặt đã thay đổi rất nhiều vậy chúng ta về nhà ăn đi thương mai cười hì hì thật ra cô rất muốn về nhà ăn đón tết ai lại muốn ăn bữa cơm không thoải mái chứ đón tết cũng không được yên Thương Mai về nhà ăn cơm bất chợt, hôm nay cô cũng chẳng nói gì nên Thanh Ninh các tưởng cô sẽ cho người chuẩn bị bữa cơm ra thừa, cô cũng chẳng muốn dặn dò, chỉ nói với Nam Hoài Vương rằng đợi cô đích thân tới mời thì hãy ra. Mọi người đợi tới tận giờ dậu mà vẫn chưa thấy phòng bếp đến hỏi có thể mang cơm lên chưa, lúc này Quý Thái Phi mới biết Thương Mai và Mộ Dung Khanh không ăn cơm tất niên ở nhà. Quý Thái Phi thức muốn chết, Mặc dù bà ta không muốn ăn cùng thương mai lắm nhưng ăn hay không do bà ta quyết định chứ không phải do thương mai quyết. Cô không nói một lời đã đưa con trai bà ra ngoài ăn cơm tất nhiên, đúng là tạo phản mà. Mang cơm lên, Nam Hoài Vương thấy Quý Thái Phi không vui thì nhẹ giọng nói. Vâng, trưởng bếp thấy sắc mặt tái xanh của Quý Thái Phi còn tưởng sẽ bị măng, nghe thấy Nam Hoài Vương nói vậy thì lập tức đi xuống. Sau đó Nam Hoài Vương cho người đi gọi tôn Phương Nhi nhưng Tiểu Hồng lại về bẩm bảo rằng Tôn Phương Nhi không ở nhà. Nam Hoài Vương tức giận, nàng đi đâu rồi? Sao không nói lời nào hả? À? Thưa Vương ra, Tôn Tiểu Thư không nói đi đâu, nô tỳ cũng không thấy nàng ra ngoài nên cứ tưởng nàng vẫn ở trong phòng Tiểu Hồng đáp. Cô không nói một lời đã đưa con trai bà ra ngoài ăn cơm tất niên, đúng là tạo phản mà. Mang cơm lên, Nam Hoài Vương thấy Quý Thái Phi không vui thì nhẹ giọng nói. Vâng, Trường bếp thấy sắc mặt tái xanh của quý thái phi còn tưởng sẽ bị măng, nghe thấy Nam Hoài Vương nói vậy thì lập tức đi xuống. Sau đó Nam Hoài Vương cho người đi gọi Tôn Phương Nhi, nhưng Tiểu Hồng lại về bẩm bảo rằng Tôn Phương Nhi không ở nhà. Nam Hoài Vương tức giận, nàng đi đâu rồi? Sao không nói lời nào à? Thưa Vương ra, Tôn Tiểu Thư không nói đi đâu, nô tỳ cũng không thấy nàng ra ngoài nên cứ tưởng nàng vẫn ở trong phòng Tiểu Hồng đáp. Nam Hoài Vương xua tay, chán ghét nói, để nàng ta đi đi, mặc kệ nàng quý thái phi lại gọi tiểu hồng lại hôm nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt không tiểu hồng nói thật thưa quý thái phi hôm nay trưởng quỹ hồ ra tặng cho tôn tiểu thư một món quà ngoài ra không có chuyện gì khác a à, trưởng quỹ hồ ra hồ hạnh nhi quý thái phi cao mày nàng ta tặng quà cho phương nhi tặng gì là một hộp gầm nhỏ chắc là món đồ trang sức nào đó còn có một xếp lụa tiểu hồng nói chắc là món đồ trang sức nào đó Ngươi không nhìn thấy sao? Nam Hoài Vương hỏi. Tiểu Hồng lắc đầu, nô tỳ không thấy, tôn tiểu thư bảo nô tỳ ra ngoài rồi mới mở, nhưng ban đầu nàng nói không cần, sau đó lại đột nhiên bảo nô tỳ để lại. Quý Thái Phi phất tay để nàng ra ngoài, sau đó nói với Nam Hoài Vương, Hồ Hạnh Nhi với tiểu cô cô con và Hạ Thương Mai có quan hệ thân thiết, nàng ta tặng quà cho Phương Nhi là có ý gì? Ly Dán để chúng ta biết nàng tặng quà cho phương nhi rồi chúng ta sẽ hiểu lầm rằng phương nhi có qua lại với họ nam hoài vương nghĩ đến điều này đầu tiên không nếu là ly gián chỉ cần tôn phương nhi không nhận thì sẽ không ly gián được quý thái phi nói nam hoài vương suy nghĩ vậy mẫu phi nghĩ sao quý thái phi lắc đầu ai ra càng ngày càng không rõ tình hình hiện giờ nam hoài vương nói thôi bỏ đi đừng nghĩ nữa tôn phương nhi sẽ không phản bội bản vương đầu điều này bản vương rất chắc chắn con chắc chắn nàng ta sẽ không phản bội con tại sao con lại chắc chắn như vậy quý thái phi hỏi nam hoài vương đáp bởi vì ngoài bản vương không có ai chịu thu nhận nàng nàng cũng không muốn chỉ sống cuộc sống bình thường nàng rất muốn tranh giành quý thái phi lắc đầu con đó trước kia ai ra đã nói với con rồi chắc là trước kia không ai dám giữ nàng lại nhưng bây giờ thì khác bây giờ rất nhiều người biết năng lực của nàng ta đừng khẳng định quá, ai ra cảm thấy hồ hạnh nhi tiếp cận tôn phương nhi là để xúi dục nàng ta. Nam Hoài Vương mỉm cười, mẫu phi lo lắng quá rồi, cho dù hồ hạnh nhi muốn làm vậy thì tôn phương nhi cũng sẽ không làm đâu, nàng ta sắp được lên làm vương phi rồi, ngôi vị này trước kia nàng ta làm thứ nữ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng con cũng nên nhìn ra được nàng ta không cam tâm tình nguyện chứ. Không tình nguyện là vì trái tim bản vương không dành cho nàng ta, có lẽ nàng ta vẫn còn ảo tưởng với mộ dung khanh nhưng nàng ta đủ thông minh, trước kia mộ dung khanh không coi trọng nàng ta thì bây giờ cũng vẫn vậy, sau này lại càng không. Nàng ta biết đây là giấc mơ xa xỉ không thực, nàng sẽ biết giữ giấc mơ này hay giữ chắc vị trí vương phi là quan trọng. Quý thái phi nhẹ giọng nói, con cũng thừa nhận trái tim mình không dành cho nàng, có thể thấy con vẫn chưa quên được tiện nha đầu nhu giao. Nam Hoài Vương chuyển chủ đề, đừng nói nữa, ăn cơm tất nhiên thôi thanh ninh các vắng vẻ hưu quạnh nhưng thính vũ hiên lại rất náo nhiệt. Mọi người kê hai bàn, một bàn là phu thê mộ dung khanh và nhạc mẫu của mộ dung khanh là liên thúy ngữ, bàn còn lại là mấy huynh muội tiểu khuyên, quế viên, đao lão đại, ma ma và mấy người hầu hạ liên thúy ngữ. Tối nay nghiêm vinh không tới mà về nhà ăn bữa cơm tất niên với gia đình. Thương Mai vốn định gọi mấy người tiểu khuyên ngồi ăn cùng nhưng bọn họ thấy vẻ mặt lạnh băng của vương gia thì đều nói không dám, vì thế thương mai đành dặn kê thêm một bàn nữa đương nhiên bữa cơm tối nay do cô cô thúy ngọc làm lúc mọi người ăn ai nấy đều khen tay nghề của bà còn hơn cả đầu bếp thương mai đứng dậy nâng chén hôm nay ta kính mọi người một chén cảm ơn mọi người đã chăm sóc ta trong nửa năm vừa qua cảm ơn vương phi nâng chén kính mọi người nhưng mộ dung khanh bên lại không nhúc nhích chỉ hờ hững ăn cơm mấy người ma ma lập tức đứng lên vương phi sao có thể để người kính rượu nô tài chứ phải là nô tài kính rượu người mới đúng. Thương Mai nói, Mama, chén rượu này mọi người đều phải uống, không uống là ta sẽ giận. chương 460, thêm vài người nữa tới. Thương Mai biết thời gian này Lương Vương sống không vui chút nào, mấy ngày nay cô châm cứu cho hắn, hắn vẫn luôn cố gắng tươi cười. Chuyện Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, nhìn bề ngoài thì thấy hắn không để ý, thậm chí còn không hỏi nhưng mọi người đều biết hắn rất đau lòng. Chỉ là không ai nói toạc ra mà thôi. Bản Vương nghe nói gì nhỏ cũng không vào cung ăn tất nhiên, vậy gì ấy phải ăn một mình sao? Lương Vương chợt hỏi, ta mời rồi nhưng có người đã đi trước ta một bước. Thương Mai cười nói, ai vậy? Lương Vương tò mò hỏi, Tết mà, nàng sẽ đến nhà ai ăn cơm? Đương nhiên phải là người rất thân rồi. Thương Mai cố ý nói lấp lửng. Hồ gia, Hồ gia có một mình Hồ Hạnh Nhi dễ nói chuyện nhưng những người khác đều khó đổi phó. Lương Vương nói, không phải Hồ gia nhà lão thái quân? Thương Mai vẫn lắc đầu. Hoàng thúc cũng không phải, mấy hoàng thúc đều vào cung rồi, nói là vào cung ăn cơm tất nhiên cùng lão thái thái. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu, giọng nói ồm ồm, đến Tiêu gia rồi, Tiêu hầu gia đích thân mời cô cô đến, đã được ban hôn thì đến Tiêu gia ăn tất nhiên cũng là danh chính ngôn thuận. Lương Vương ô một tiếng, danh chính ngôn thuận rồi à? Tiêu hầu gia thông suốt rồi sao? Ta còn tưởng hẳn sẽ cứ để mặc như vậy. Thương Mai hỏi Mộ Dung Khanh, Hoàng thượng có ý kiến gì về việc tráng tráng thành thân với tiêu kiêu không? Không nói đến bao giờ, huynh ấy không nói, bản vương không nhắc, coi như không tồn tại Mộ Dung Khanh đáp. Đồ rùa rụt cổ Thương Mai mang một câu, chàng cũng phải đi tìm hiểu một chút chứ. Nếu có ý kiến phản đối thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Không phải ngày nào nàng cũng ở trong cung à, sao nàng không hỏi, Mộ Dung Khanh dừng đũa nói, sao ta có thể nói với huynh ấy chuyện này được hai người là huynh đệ với lại hắn cũng rất tin tưởng chàng mộ dung khanh nói nếu huynh ấy tin tưởng bản vương thì sẽ biết ý của bản vương tiêu gia đã rất cố gắng ra tay đối phó khi lương thái phó và mộ dung trịnh bức cung hoàng thượng chỉ bị bệnh thôi chứ mắt không mù huynh ấy có thể thấy được đơn giản như chàng nói thì tốt rồi thương mai luôn cảm thấy trong lòng hoàng thượng chắc chắn có vướng mắc gì đó nếu không sao hắn lại không nhắc đến chuyện này bao giờ đây là chuyện lớn hắn nên nói ra mới phải mộ dung khanh nói nếu nàng muốn biết thì để lão tam hỏi đi sao lại để lễ thân vương hói đây là chuyện lớn hắn nên nói ra mới phải mộ dung khanh nói nếu nàng muốn biết thì để lão tam hỏi đi sao lại để lễ thân vương hói mộ dung khanh hờ hững nhướn mày nhìn cô lão tam thắng thân hỏi là không sai hoàng huynh cũng sẽ không trách hắn hóa ra là ngươi sợ hoàng thượng trách tội à thương mai nhếch mép cười đùa mộ dung khanh cầm đũa lên không vui nói, bây giờ bản vương là nhiếp chính, chắc chắn sẽ hơi bất đồng với hoàng thượng, bây giờ không có nhưng về sau sẽ có, cho nên chúng ta phải tránh khởi đầu của mọi tranh chấp. Thương Mai nghĩ thấy cũng có lý, con người là như vậy, một chút không vui còn có thể thuyết phục bản thân quên đi, nhưng thật sự có thể quên được sao? Chẳng qua nó chỉ thích tụ trong lòng, đợi đến khi gặp vấn đề lớn sẽ bùng nổ. Lương Vương nói, hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, đợi tiêu kiêu về là có thể xử lý chuyện hôn sự rồi. Thương Mai nhìn Lương Vương rồi nghiêm túc nói: "Vì lời này của ngươi, ta nên kính ngươi một chén." Mộ Dung Khanh lần đầu tiên nâng chén, "Đúng, phải kính." Một hơi cạn sạch, Thương Mai lườm hắn, "Lừa uống rượu, cần phải lừa không? Bản Vương thích uống thì có khi nào không được uống?" Mộ Dung Khanh tức giận nói: "Thật ra trong lòng hắn cảm thấy có lỗi vì thật ra hắn đã lừa uống rượu, ai kính rượu hắn cũng uống cạn trước tiên, tại sao lại thế?" Chính hắn cũng không hiểu đây là sở thích của hắn, thương mai cũng không ngăn cản hắn uống, nhưng hắn biết thương mai không thích hắn uống rượu. Đây vốn là việc riêng của cô, đúng chứ? Cô không thích hắn uống nhưng cũng không buộc hắn không được uống, vì vậy hắn nên bỏ qua mới phải. Nhưng chính vì cô không thích nên hắn uống rồi trong lòng mới cảm thấy có lỗi. Cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với cô. Do đó uống rượu đã không còn là một thú vui nữa. Nhưng sau đó nghĩ lại, hai người chung sống với nhau chẳng phải đều là ngươi chiều theo ý ta, ta chiều theo ý ngươi sao. Sau đó hắn lại càng phiền muộn hơn, trước đây hắn không nghĩ như vậy, tại sao khi đối phương là hạ thương mai thì hẳn lại nghĩ như vậy. Rõ ràng tuổi thân nhưng vẫn thuyết phục rằng mình không tuổi thân, còn hắn lại cảm thấy nên làm điều gì đó để cô không tuổi thân. Được rồi, mâu thuẫn rồi không hiểu sao, cái đầu thông minh như hắn cũng đã bắt đầu dối tung lên rồi phải không? Nữ nhân mà, đương nhiên thương mai không biết hoạt động tâm lý của hắn lại nhiều như thế trong lòng cô mộ dung khanh là một sinh vật đơn bào về mặt cảm xúc không thể suy nghĩ thấu đáo cô gắp cho hắn một miếng đùi gà rồi cười nói được rồi ăn thịt với rượu ăn nhiều chút tay nghề của thúy ngọc cô cô rất tuyệt mộ dung khanh cười toét miệng vẫn là vợ ta biết chăm sóc người khác lương vương khẽ dài ai cũng có đôi có cặp cả chỉ có bản vương là đáng thương ngươi làm sao ý nhi không viết thư cho ngươi à Thương Mai cười hỏi, thư từ qua lại chẳng bằng gặp nhau một lần. Lương Vương lắc đầu nói, chứ còn gì, có thể nắm tay, hôn nhau này nọ mà. Giọng Tô Thanh vang lên, hắn ôm một vò rượu đi vào, trên môi là nụ cười láo lỉnh. Thắng nhóc này, không ở nhà ăn cơm tất nhiên không sợ lão tử ngươi đánh chết ngươi à. Lương Vương trêu hắn, ngươi còn tới thì sao ta không được tham gia, đừng nói nữa. Ăn một bữa ở nhà mà tai ta còn chẳng được một khắc yên tĩnh đây, không nói nhị cô nương trương gia thì là tam tiểu thư trần gia xinh đẹp. Thương Mai bật cười thành tiếng, cuối năm xem mắt đúng là năm nào cũng như năm nào. Người cũng hơn 20 tuổi rồi, đến tuổi thành thân rồi, mấy lão gia tử lớn tuổi rồi cũng không thành thân, ai biết người có nối gót theo không? Lương Vương châm chọc, người còn nói ta, người đã thành thân chưa? Đừng tưởng bây giờ có ý nhi là có thể làm tổn thương ta, cẩn thận mỡ đến miệng còn để rơi. Lương Vương cực kỳ tự tin, không rơi được, chắc chắn sẽ quay lại. Thương mai cho người lấy bát đũa lên, ai, tổng cộng chỉ có ngần ấy món ăn, lương vương đến đã không đủ ăn rồi, người tới nữa chúng ta đều phải đói bụng dù các người đói thì ta cũng phải ăn, ở nhà ta ăn chưa no, ăn không nổi. Tô Thanh lắc đầu thở dài. Thúy Ngọc cô cô cười nói, ăn đi, dưới bếp vẫn còn thức ăn, nô tỳ đi làm thêm mấy món. Mama và Tiểu Khuyên đứng lên, ta giúp bà. Thúy Ngọc cô cô cười đáp, được, ba người chúng ta nhanh chân nhanh tay, sẽ xong nhanh thôi. Ma ma cũng cười, chúng ta phải làm thêm mấy món, nhớ đầu lát nữa lại có người tới lại phải đi làm. Mộ dung khanh sụ mặt, chỉ muốn ăn một bữa cơm giao thừa đơn thuần thôi mà cũng không được, sao lại không thức thời như thế chứ? Năm mới phải vui vẻ, náo nhiệt chứ. Thương mai đẩy hẳn một cái, đừng nhỏ mọn, hôm nay vui biết bao, sụ mặt ra mất hứng mọi người. Lẽ nào bản vương còn phải cười hùa theo à? Đừng cười, Uống rượu đi, thương mai ân cần rót rượu cho Han, tối nay cho phép chàng uống rượu. Lúc này sắc mặt Mộ Dung Khanh mới tốt hơn chút, vậy còn được, uống rượu thì có thêm vài người nữa tới cũng không sao. Chương 461, Hoàng thái hậu qua đời. Các món ăn của Thúy Ngọc cô cô đã được đưa lên, đúng là còn có thêm người tới. Lần này người tới là An Thân Vương, ông tới chẳng nói lời nào đã ngồi xuống cạnh Đan Thanh huyện chúa không phải vương gia đã vào cung rồi sao? Đan Thanh huyện chúa mỉm cười hỏi. Về rồi, lão thái thái không khỏe nên cũng kết thúc nhanh. An thân vương đáp. Nhị ca, huynh đến nhà nhạc mẫu ta cứ như về nhà mình ý nhỉ. Huynh có biết xấu hổ không hả? Mộ dung khanh hỏi. An thân vương hờ hững liếc hắn một cái, ăn cơm đi, gió lớn nói nhảm không sợ đau lưỡi à. Thương mai nhìn mẹ, thấy nụ cười trên mặt bà càng rạng rỡ hơn thì không khỏi nở nụ cười, xem ra đêm nay bà cũng hy vọng an thân vương có thể ở bên mình bữa tối giao thừa trôi qua trong tiếng cười đùa rôm giả an thân vương có vẻ chưa ăn uống gì trong cung đến đây ăn uống vui vẻ tâm trạng rất tốt ăn cơm xong ông nói muốn đan thanh huyện chúa vẽ tranh cho mình nên kéo và vào sân bếp than hồng bập bùng căn nhà ấm áp khách khứa lần lượt kéo đến đến khoảng giờ hợi thì hồ hạnh nhi vợ chồng tiêu thác tráng tráng và nhu giao tới gần đây mọi người không tụ tập nhiều nên tối nay cực kỳ náo nhiệt thương mai rất thích cuộc sống vui vẻ bạn bè đông đúc cười cười nói nói như này khiến người ta cảm thấy êm đềm cực kỳ tươi đẹp mấy ngày năm mới cũng giống như tết nguyên đán thời hiện đại của thương mai mọi người tới nhà nhau chúc tết nhưng mộ dung khanh không muốn đi chúc tết cũng không thích người khác tới chúc với hắn mà nói tết là kỳ nghỉ dưỡng một năm một lần vô cùng quý giá mặc dù kỳ nghỉ vừa rồi không được bao nhiêu Lúc thành thân được nghỉ mấy ngày, nhưng ai chẳng mong cuộc sống bình yên. Một năm trôi qua trong những cuộc trêu đùa vui vẻ. Mùng 8 Tết, Mộ Dung Khanh không muốn rời giường nhưng bị thương mai đạp xuống, hắn đành bất đắc dĩ với hai vết thâm quầng mắt đi làm, à không, là lên chiều. Sau kỳ nghỉ lễ, hầu như năm nào cũng không tránh khỏi những vấn đề khó khăn tương tự, có rất nhiều việc. Đến tối Mộ Dung Khanh mới trở lại, vừa về đã nằm xuống giường, mệt chết bản vương rồi thương mai bưng chén trà nóng lên cười nói mệt rồi phải không nào uống chút trà nóng xua cái lạnh đi mộ dung khanh ngồi dậy cầm lấy chén trà nhấp vài ngụm rồi nói hôm nay trời lạnh lắm hình như sắp có tuyết rồi nàng đừng có chạy lung tung sức khỏe lại không tốt ừm cũng không có nơi nào cần phải tới cả bây giờ lương vương cũng khá hơn nhiều từ từ hồi phục là sẽ không sao thương mai nói ừ bệnh tình của hoàng thượng thế nào mộ dung khanh hỏi không tốt lắm, thương mai lắc đầu, mấy ngày sau Tết không có tinh thần, hơi phù nề, uống thuốc cũng không thấy hết sưng, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào châm cứu. Huynh ấy có nói đến chuyện lão nhạc mẫu với nàng không? Không thấy nói gì. Huynh ấy hỏi lại, lúc trả lời nàng phải chú ý, không biết trong lòng huynh ấy đang có ý đồ gì, hơn nữa ở phía Tam hoàng tử, nàng cũng hỏi cho rõ bài tập nhé. Năm trước bản vương có hỏi rồi, lão sư nói hắn khá bướng bỉnh, không nghe lời nàng có thể nói chuyện với Mai Phi. Ừ, ta biết rồi, Thương Mai trả lời. Qua năm mới, tin xấu lần lượt kéo đến, Thương Mai vốn đang chìm đắm trong không khí yên tĩnh của ngày Tết, bỗng xảy ra một đống chuyện khiến đầu óc cô choáng váng. Chuyện xấu thứ nhất là nhận được tin Bắc Mạc xâm phạm lãnh thổ, đội quân 3.000 người của Bắc Mạc tiến vào thị trấn nhỏ ở biên giới Đại Chu đốt phá, giết chóc và cướp bóc, giết hơn 100 người. Đây là thủ đoạn thường thấy của Bắc Mạc, trước kia đối phó với nước đại lương cũng lén cử người đột nhập biên giới, nhưng bác mạc cực kỳ xảo quyệt, chỉ bắn một phát súng xong chạy, không gây chuyện tiếp nữa, đợi mọi chuyện lắng xuống thì lại bắn tiếp, đây là do bọn cường đạo gây nên. Mộ Dung Khanh vô cùng tức giận, triệu tập các quan đại thần bàn bạc chuyện này ngay trong đêm. Hắn không dám để hoàng đế biết chuyện này, sợ huynh ấy sốt ruột nóng giận sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Tin xấu thứ hai là sức khỏe hoàng thái hậu đột nhiên kém đi, thương mai kiểm tra thế nào cũng không tra ra nguyên nhân căn bệnh, bà gầy đi mỗi ngày, ăn không vào, sắc mặt tái nhợt. Tin xấu thứ ba là các khoản thuế nộp cho triều đình vào cuối năm ở Nam Quốc đã bị cướp, sau Tết Nguyên đán tin tức mới truyền vào kinh. Các thứ thuế hàng năm đều do triều đình cử người đến vận chuyển, mà lần này người triều đình cử đi đã bị giết sạch, tiền thuế bị cướp hết, đây là thuế cả năm của Nam Quốc. Cha, 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 mộ dung khanh liên tục hạ lệnh, lửa giận đùng đùng, vừa mới cử người đi đã nhận được tin từ kế huyện, nói rằng lương thực dự trữ của kế huyện đã bị cướp hết. Lương thực dự trữ của kế huyện để cung cấp cho chiến sĩ biên giới, vốn định để sau năm mới rồi chuyển nhưng không ngờ lại bị cướp sạch trước khi vận chuyển. Hơn nữa nhà kho để áo bông cũng bị thiêu rụi. Mặc dù quan phủ ở kế huyện đã lập tức bắt đầu xoay sở lương thực, nhưng cũng cần có thời gian, điều này có nghĩa là các chiến sĩ ở biên giới phải đối mặt với khủng hoảng thiếu lương thực. Mấy hôm nay trời lạnh, Thiếu áo bông, áo bông này được đặt may từ năm ngoái, dự định vận chuyển cùng lương thực nhưng bây giờ không còn nữa, trong thời gian ngắn lấy đâu ra nhiều áo bông cho được. Nếu Bắc Mạc xâm lược lần nữa, chiến tranh bùng nổ, không có lương thực thì các chiến sĩ phải uống gió tây Bắc à. Mộ Dung Khanh hạ lệnh cho kế huyện và châu huyện ở lân cận hỗ trợ xoay sở lương thực, thu mua lương thực dự trữ của người dân với giá cao, đồng nghĩa với việc lại phải chi một khoản lớn. Mộ Dung Khanh bận rộn quay vòng vòng Thương Mai cũng không được nghỉ ngơi, bệnh tình của Hoàng thái hậu và hoàng đế đều rất nghiêm trọng, cô không có thời gian suốt cung, tối đến còn phải ở bên hầu bệnh Hoàng thái hậu. Không tìm ra được nguyên nhân bệnh của Hoàng thái hậu, bà vẫn ngày một gầy đi. Thương Mai mơ hồ cảm nhận được đại chu sắp rơi vào một đợt khủng hoảng mới. Và đương nhiên Mộ Dung Khanh cũng cảm nhận được, cho nên dù Nam Hoài Vương muốn ở lại kinh thành để thành hôn thì hắn cũng không cho phép, hạ lệnh cho hắn lập tức lên đường về Nam Quốc. Nhưng một ngày trước khi Nam Hoài Vương lên đường thì Hoàng Thái hậu đột nhiên nôn ra máu đen, lúc ấy Thương Mai đang ở Hi Vi cung, khi tới nơi thì Hoàng Thái hậu đang hấp hối. Thương Mai lấy kim ra, Hoàng Thái hậu cố gắng tỉnh lại nhưng không được nữa, bà nắm lấy tay Thương Mai, dùng hết sức lực nói với Thương Mai, "Lệnh quý thái phi." Lời này hận đến thấu xương. Lòng Thương Mai run lên, nhìn trong đống máu đen có mấy con cổ trùng đang ngoe nguẩy, cô biết Hoàng Thái hậu đã trúng cổ độc chẳng trách mãi không tìm ra nguyên nhân. Nhưng Hoàng Thái Hậu bị hạ độc khi nào? Ngoài lần mấy tháng trước Tôn Phương Nhi vào cung chữa bệnh cho Hoàng Thượng thì sau đó không vào cung nữa, vậy thì hạ độc bằng cách nào? Thương Mai hận đến nghiến răng, thời gian đón Tết bọn họ lơi là cảnh giác, nhưng kẻ thù thì không, chúng vẫn luôn chờ họ lơi là. Ngày 16 tháng riêng, Hoàng Thái Hậu qua đời. Vừa mới qua rằm tháng riêng, Hoàng Thái Hậu xảy ra chuyện, đây là một đòn giáng mạnh vào hoàng gia, cũng như với hoàng đế. Khi hoàng thái hậu qua đời, không có ai bên cạnh bà ngoài thương mai và tôn công công cùng những cung nữ hầu hạ bên cạnh, có thể nói là không có con nối dõi ở bên trước lúc lâm chung. Quý thái phi biết tin thì lảo đảo vào cung, nhòi người bên thi thể hoàng thái hậu khóc lóc tan nát cõi lòng. Chuyện trì tan do Mai Phi và Nghi Phi xử lý, các cung điện chìm trong nỗi buồn. chương 462, Tàn nhẫn đoạt đích. Hoàng Thái Hậu rất được lòng dân nên bà qua đời, dân chúng cũng rất thương tiếc. Thương Mai không thể tra ra cổ độc mà Hoàng Thái Hậu chúng phải, vì cô không thể dùng dao với thi thể bà, nhưng cô biết dù tìm được cổ độc cũng không thể tra ra Quý Thái Phi, bởi Quý Thái Phi không hiểu hạ cổ mà Tôn Phương Nhi lại đã lâu không vào cung. Chuyện này chỉ có thể tạm gác lại kiểm tra sau. Nam Hoài Vương không lên đường mà mặc vải lanh vào báo hiếu, dập đầu, hắn cũng khóc lóc thảm thiết như Quý Thái Phi trước mặt bách quan, khóc mãi khóc mãi đập đầu vào linh đường hoàng thái hậu dù không chết nhưng đã hôn mê bách quan thấy nam hoài vương đau lòng như vậy họ không biết nội tình nên cảm thấy hắn có hiểu đều khen ngợi và loan tin chuyện này đã lan truyền khắp dân chúng hoàng thái hậu qua đời là chuyện lớn nên đương nhiên không thể giấu hoàng đế hoàng đế quá đau buồn nên bệnh tình càng nghiêm trọng thêm sau khi đưa tang hoàng thái hậu ngày hôm đó hoàng đế triệu các thân vương và mộ dung khanh vào cung thảo luận việc chọn thái tử Mặc dù Nam Hoài Vương được phân đất phong hầu tới nơi khác nhưng vì biểu hiện trước linh đường Hoàng Thái Hậu nên rất nhiều đại thần đã dâng sớ muốn để Nam Hoài Vương ở lại kinh thành giữ đạo hiếu. Vì vậy khi Hoàng đế truyền dòng họ Hoàng thất vào cung bàn bạc, hắn cũng tới. Việt Đông Vương là trưởng lão nên đề cử trước tiên, ông ta đề xử Lương Vương. An Thân Vương và Lễ Thân Vương đều tán thành. Nam Hoài Vương và Bắc Huyền Vương đề cử thất Hoàng tử, con trai Nghi Phi. Hai bên đối đầu, tranh chấp không ngừng, hoàng đế nhìn mộ dung khanh, người có đề cử ai không? Mọi người đều nhìn mộ dung khanh, thật ra ai nấy đều biết tình cảm giữa mộ dung khanh và lương vương rất tốt, thời gian này hắn cũng liên tục đề bạt lương vương cho nên mọi người đều nghĩ hắn sẽ đề cử lương vương. Nhưng không ngờ hắn lại nói, tam hoàng tử của Mai Phi mộ dung sách tuổi trẻ thông minh, thần đề cử hắn. Hành động này lại khiến mọi người bật cười, thậm chí lễ thân vương còn nói, hắn thì thôi đi, Năm ngoái trước khi đi học hắn mời sư phụ dạy văn học và cưỡi ngựa bắn cung tới, nhưng sư phụ nào cũng nói hắn bướng bỉnh, không nghe lời, sau này đi học rồi Lý học sĩ nói mặc dù đầu óc hắn thông minh nhưng lại không dùng đúng chỗ, ý đồ xấu nhiều, khó thành tài được. Lần trước đã phạm sai lầm một lần, không thể phạm sai lầm lần thứ hai nữa. Mộ Dung Khanh nhìn Lễ Thân Vương, ngày xưa lão tổ tông cũng nói tam ca gỗ mục không điêu khắc được nhưng cuối cùng chẳng phải cũng thành tài đó sao? Lễ thân vương giật mình, lão tổ tông nói thế khi nào? Sao bản vương không biết? Người nói linh tinh. Ta không nói linh tinh, mọi người đều biết. Mộ dung khanh đáp. An thân vương cao mày, không đúng. Lão tổ tông nói hắn là hòn đá trong nhà xí, vừa hôi vừa cứng. Không, không, dạ vương cả lơ phất phơ nói. Lão tổ tông nói hắn từ nhỏ đã là ông cụ non rồi. Mặt lễ thân vương xanh mét, bà ấy nói nghiêm vinh trẻ tuổi mà ổn trọng, sau này chắc chắn sẽ thành tài. Sai rồi, thành đồ ngốc. Hoàng đế cũng cười, nhớ lại năm tháng tuổi trẻ thật vui, chuyện gì cũng có lão tổ tông lo hết, có lão tổ tông sẽ chẳng lo trời sập. Nói một hồi thì thương mai tới, ngày mai mọi người thảo luận tiếp đi, hoàng thượng cần nghỉ ngơi rồi. Một là sức khỏe của hoàng đế thật sự không tốt, hao là bây giờ cũng đã nói được một lúc, mọi người nhìn hoàng đế ở khoảng cách gần rất dễ nhìn ra manh mối. Mộ Dung Khanh đáp, đúng đó, giải tán thôi, ngày mai lại thảo luận tất cả các vương gia đều ra về chỉ có việt đông vương không đi ông ta vẫn ngồi ở đó vương gia ông còn có việc gì sao thương mai hỏi hoàng thượng việt đông vương nhìn hoàng đế hôm nay bản vương muốn nói vài câu mặc kệ người có nghe vào hay không thì bản vương vẫn phải nói hoàng đế xua tay hoàng thúc chấm biết ông muốn nói gì ông muốn nói chuyện hôn sự của tiểu cô cô và tiêu kiêu đúng không thương mai và mộ dung khanh đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cũng có người đề cập đến Việt Đông Vương nghiêm túc nói, bản vương già rồi cũng chẳng quan tâm điều gì, nhưng bản vương chỉ có mỗi đứa em gái này là không thể yên tâm được. Trước kia có mẫu hậu người chăm sóc nó, bản vương cũng yên tâm hơn, nhưng bây giờ Hoàng Thái Hậu đi rồi, nó là hậu bối, hôn sự của nó cũng chỉ có bản vương có thể quyết định. Bây giờ Tiêu Kiêu đang điều trị vết thương ở Hàn Sơn, có hy vọng sẽ lành, nếu khỏe lại thì cuộc hôn sự này ta hy vọng Hoàng Thượng có thể chấp thuật, nếu Hoàng Thượng kiêng rẻ Tiêu ra thì có thể để vợ chồng tráng tráng đến Việt Đông ta, bản vương sẽ chăm lo cho chúng, hoàng thượng tin bản vương đúng không? Bản vương cũng là người của mộ dung gia, ai dám đe dọa giang sơn mộ dung gia, dù là ai thì bản vương cũng không nhân từ. Hoàng đế cười yếu ớt, hoàng thúc, chuyện đến ngày hôm nay chấm cũng không ngăn cản nữa, đồng ý cho cô cô thành thân với kinh thành. Việt Đông Vương giật mình, còn tưởng hoàng đế sẽ nói đến những đạo lý giang sơn nước nhà, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra êm đẹp đến vậy. Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng nhẹ nhóm hơn chút, ít nhất thì Hoàng thượng cũng đã tỏ thái độ, hơn nữa còn đồng ý. Tiễn Việt Đông Vương đi xong, Thương Mai vội về châm cứu cho Hoàng đế, mấy ngày nay Hoàng thượng lao tâm lao lực, thân thể không chịu nổi, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Hoàng đế nở nụ cười, không thành vấn đề, sau này nếu chấm có ngủ mà không giải quyết ổn thỏa chuyện phía sau, chấm ra đi cũng không yên lòng. Lời này nếu nói ra từ miệng những bà tám thì Thương Mai sẽ không thấy khó chịu, nhưng hoàng đế đang độ thịnh niên, nói những lời tang thương này khiến người khác cảm thấy đau lòng. Thương Mai châm cứu xong thì ra ngoài, để mộ dung khanh ở lại nói chuyện riêng với hoàng đế. Nói đi, tại sao lại là sách nhi? Hoàng đế rũ mắt rồi nhẹ giọng hỏi. Thần đệ cảm thấy hắn sẽ trở thành một bậc minh quân. Mộ dung khanh trả lời. Chấm cũng có nghe nói về hắn, lão sư từng dạy hắn đều lắc đầu thở dài, nói rằng sau này hắn sẽ trở thành người như lão cửu, chấm không thể giao gian Sơn vào tay hắn. Hoàng đế nghiêm túc nói. Hoàng thượng, chăm nghe không bằng mắt thấy, khi nào sức khỏe người tốt hơn, thần đệ sẽ đưa người đến phòng học xem thử. Mộ Dung Khanh cười nói, trước kia thần đệ cũng nghe nói hắn bướng bỉnh, còn dặn Thương Mai đi quan sát, sau khi quan sát Thương Mai đã đánh giá hắn rất cao, thần đệ cũng đã tới quan sát, tính tình hắn khiến thần đệ nhớ tới một người. Ai, mắt hoàng đế lóe lên. Hoàng thượng, chấm. Hoàng đế giật mình, sau đó cười mắng, phòng vo một hồi thì ra là mắng chấm à. Chấm không giống hắn, năm đó khi chấm lớn bằng hắn, các lão sư đều khen chấm rất nhiều. Đó là vì năm đó người đã được phong làm thái tử, mà người lại còn là con của đích mẫu hậu. Hoàng đế nhìn hắn, ý ngươi là các lão sư bắt nạt hắn do xuất thân của hắn. Xuất thân của hắn không thấp mà, mẫu phi của hắn cũng là hàng thê thiếp. Là thiếp, hắn cũng là hoàng tử, thân phận đúng là tôn quý nhưng dù sao cũng không phải thiên tử tương lai, chuyện này nhìn qua tưởng không có gì khác biệt nhưng thực chất lại khác biệt rất lớn. Hoàng Huynh, người nên hiểu năm đó người là thái tử nên người đưa ra ý kiến trái ngược với lão sư thì được coi là phá bỏ cái cố thiết lập cái mới, có chủ kiến của mình nhưng sách nhi cũng như người năm đó, lão sư lại nói cậu nhóc phản nghịch, không nghe lời dạy. Hoàng đế suy nghĩ một hồi rồi nói, nghe người nói vậy chấm cũng muốn đích thân đi khảo nghiệm đứa nhỏ này, hôm nào chấm khá hơn, người đưa thẳng nhóc tới đây. Được, khi nào người khỏe hơn thần đệ sẽ dẫn hắn tới đây. Mộ Dung Khanh cười nói, nhưng trên lông mày lại hiện lên vẻ phiền muộn, liệu sức khỏe huynh ấy có thể tốt lên được không? Sau khi trải qua chuyện của mẫu hậu, huynh ấy đã yếu đi rất nhiều, ngay cả thương mai cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Đặc biệt là hôm nay khi thảo luận về ứng cử viên cho ngôi vị thái tử, hắn có thể dự đoán rằng thời buổi rối ren sắp tới rồi đoạt đích là chuyện tàn nhẫn nhất trong hoàng gia. chương 463, sóng gió tặng quà. Đúng như dự đoán của mộ dung khanh, sau khi thảo luận về vị trí thái tử, mọi người trong chiều bắt đầu dối giết chọn chủ nhân theo hướng gió. Tình thế tạm thời chia thành ba phe, Lương Vương là một phe. Tuy được ủng hộ nhưng hắn lại không có ý định làm hoàng đế, chỉ giả ngây trước những sự ủng hộ âm thầm hoặc công khai của các vị đại thần, nhưng ngược lại điều đó đã khiến hắn nhận được nhiều ủng hộ hơn bởi vì hắn cao thâm khó dò. Những ai làm nên việc lớn đều cao thâm khó dò, nếu người này nghĩ gì cũng thể hiện ra ngoài thì không thể đi theo vì hắn chẳng có mưu mô. Hơn nữa những người lựa chọn Lương Vương cũng đã có cân nhắc. Hầu như tất cả mọi người trong triều đều biết chuyện của Lương Vương và quận chúa ý nhi của nước Lương. Sau này Lương Vương sẽ là con rể của nước Lương, có quan hệ thông gia ở đó, nếu con rể mình gặp chuyện gì người làm ba vợ có thể mặc kệ ngồi nhìn sao? Phe thứ hai là Thất hoàng tử, con trai của Nghi phi. Lựa chọn Thất hoàng tử là một việc gần như không thể thắc mắc lý do tại sao, bởi vì người ủng hộ hắn là Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương có thế lực thì sẽ muốn tham gia tranh giành. Hắn đã lên kế hoạch nhiều năm rồi nên tỷ lệ thắng rất cao, sau lưng hắn còn có Quý thái phi. Hiện tại Hoàng thái hậu đã qua đời, Quý thái phi là vị trí cao nhất chỉ cần bà ta bằng lòng là có thể vào cung chủ trì hậu cung ngay. Chọn thất hoàng tử cũng chính là chọn Nam Hoài Vương. Người kém nhất là Tam hoàng tử, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nhà mẹ đẻ của Mai Phi không trợ giúp được gì nhiều. Mặc dù mấy năm qua Mai Phi luôn chạy đôn chạy đáo vì tiền đồ của con trai, nhưng ngay cả Hạ Hoè quân cũng không giúp đỡ gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn thì ai sẽ nhìn chúng bà ta đây? Đến cả giáo viên cũng nói thất hoàng tử ngu dốt, không thể thành tài nhưng cũng có một số người nghĩ rằng mộ dung khanh ủng hộ thất hoàng tử chỉ để che mắt kẻ khác thực ra là để mình có thể tiếp tục khống chế triều chính khó có thể đảm bảo rằng mộ dung khanh sẽ trở thành hoàng đế trong tương lai do đó thất hoàng tử cũng có người ủng hộ việc chọn thái tử cũng ngang việc chọn hoàng hậu nghi phi và mai phi hiện đang cùng xử lý việc hậu cung trong cung không có quý phi vị trí cao nhất trong số những người phụ nữ của hoàng đế là phi sau khi chọn được thái tử thì e là sẽ chọn ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu. Để biết được tình thế thay đổi ra sao, rất nhiều gia quyến của đại thần tìm hiểu thông qua Thương Mai để biết được hoàng thượng nghĩ gì trong lòng. Dù sao Thương Mai cũng đang là đại phu bên cạnh hoàng thượng. Vì vậy, Thương Mai được dịp ra cung về phủ một chuyến đã nhận được quà của rất nhiều người. Chúng chất đống thành một tòa núi nhỏ trong chính sảnh làm cô thấy phiền muốn chết. Nhận quà đương nhiên không phiền nhưng hàm ý theo sau các món quà này thì không đơn thuần, cô không muốn ứng phó chút nào. Không đúng sao, hôm đó cô vừa về đến nơi đã nhận được quà và một tấm thiệp từ phu nhân của Lý Thượng Thư, nói là ngày mai sẽ đến thăm nhà. Tiểu khuyên đang mở hộp quà, khi nhìn thấy từng món trang sức xinh đẹp bèn nói, Vương Phi, vị Lý phu nhân này bạo tay thật, nhìn những chiếc vòng vàng này đi. Ồ, cái này giống hệt vòng tay trưởng quỹ hồ đưa cho người hồi Tết nhỉ. Xem ra là mua ở đỉnh phong hào. Thương Mai nhìn sang thì thấy là kiểu vòng tay được Hạnh Nhi tặng hồi Tết. Cô đáp, để đó đi, chiếc vòng Hạnh Nhi tặng ta còn chưa dùng. Ngày mai bà ta đến thì trả lại đi. Lúc cô đi ra ngoài thì thấy Tôn Phương Nhi đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bên trong. Thấy cô ra ngoài, nàng ta không bỏ đi như trước nữa mà hỏi, hồi Tết Hồ Hạnh Nhi tặng vòng tay vàng cho ngươi à? Đúng vậy, không phải cũng tặng cho ngươi một chiếc à? Ta nghe nói ngươi cũng có. Thương Mai lạnh nhạt trả lời. Ừm, Tôn Phương Nhi bước vào cầm lấy vòng tay ngắm nghía, ta không thích trang sức bằng vàng. Đó cũng là tấm lòng của Hạnh Nhi, nhà nàng mở tiệm vàng nên tặng quà cũng toàn vàng, Thương Mai tưởng là nàng ta không thích quà của Hồ Hạnh Nhi bèn kìm lại tính khí của mình để giải thích giúp Hạnh Nhi. Suy cho cùng, cô nghĩ khi Hạnh Nhi tặng quà cho nàng ta cũng không có ý đồ gì. Nhưng Tôn Phương Nhi lại như nghe không hiểu ý cô, nàng ta ngẩng đầu lên hỏi, ý của ngươi là nàng ta cũng tặng vòng tay cho những người khác? Ta không biết có phải là vòng tay hay không, nhưng chắc chắn toàn bộ đều là vàng. Những món quà ta nhận từ nàng ấy đều làm bằng vàng." Thương Mai nói. Tôn Phương Nhi vô thức duỗi tay sờ cổ, "Ừm." Lông mày nàng ta khẽ nhướng lên, không còn âm u như trước đó. "Nàng ta," "Ừm," xong thì đi ngay và cũng không nói thêm gì. Thương Mai nhìn theo bóng lưng của nàng ta, cô cảm thấy hơi là lạ, kỳ lạ, nàng ta đang làm gì vậy? Nếu nàng ta không cần thì trả cho Hạnh Nhi ngay lúc đó luôn là được mà." Tiểu Khuyên nghĩ ngợi, "Không đúng, Vương phi, nô tỳ nhớ cái hộp tiểu hồng đưa cho nàng ta cầm đi nhỏ hơn của người. Quà của nàng ta hẳn không phải vòng tay, chắc là nhẫn gì đấy. Có lẽ nàng ta cảm thấy quà của mình không quý bằng của người nên nổi giận nhỉ?" Thương Mai tức giận nói, "Tặng quà mà kéo phải thù hận, ta phải đi nói với Hạnh Nhi sau này đừng làm vậy nữa." Chẳng mấy khi được dịp rảnh rỗi, Thương Mai bèn đến đỉnh phong hào một chuyến. Dù gì thì cũng cần phải thận trọng ứng phó với tôn Phương Nhi vì nàng ta biết thuật vu cổ. Một khi nàng ta nảy sinh thù hận thì không biết nàng ta sẽ làm gì. Có bận không? Thương Mai vừa bước vào cửa đã thấy Hồ Hạnh Nhi đang vùi đầu trong đống hóa đơn. Chứ không thì sao? Hồ Hạnh Nhi ngẩng đầu lên xoa ấn đường, mệt chết mất, chắc người còn mệt hơn ta chứ nhỉ? Sao lại có thời gian rảnh mà đến đây thế? Trưa hôm nay không có việc gì nên ghé thăm ngươi một lúc. Thương Mai ngồi xuống, Hạnh Nhi sai người đi rót trà. Sau khi người hầu đi ra ngoài, nàng ấy mới gượng cười, ta đã thức trắng hai đêm liền mà vẫn chưa giải quyết xong đống hóa đơn này, giờ đang rất nhớ cà phê. Ta cũng nhớ, nhớ tất cả mọi thứ ở hiện đại, kể cả bồn cầu và băng vệ sinh. Thương Mai lập tức đứng dậy cởi áo ngoài rồi ngồi phịch xuống ghế bành, ta cũng mệt mà, dạo này có quá nhiều việc. Ừm, chú ý nghỉ ngơi đi những người xuyên không như chúng ta đã quen cách sống ở hiện đại, nhưng khi ở đây thì rất yếu ớt, động một chút là bệnh. Mấy ngày trước ta mới bị cảm, lúc trước rất sợ truyền nước nhưng bây giờ thì muốn truyền nước cho nhanh khỏi bệnh, sau đó tập trung vào công việc, thế thì hạnh phúc vô cùng. Bị bệnh, vẻ mặt của thương mai trở nên căng thẳng, cô vội ngồi thẳng dậy, khó chịu ở đâu? Có triệu chứng gì? Nhìn ngươi căng thẳng kia, bệnh nghề nghiệp hả? Hồ Hạnh Nhi cười hỏi. Không nói vớ vẩn với ngươi nữa, Ngươi thấy khó chịu chỗ nào?" Thương Mai nghiêm túc hỏi. Hồ Hạnh Nhi cũng trở nên nghiêm túc, "Ta chỉ bị cảm thôi, ngươi sao thế?" "Ta sợ có người hạ cổ ngươi, ta hỏi ngươi, hồi Tết ngươi đến nhà ta tặng quà cũng có cho Tôn Phương Nhi một phần đúng không?" "Đúng vậy, ngươi không biết sao?" "Ghen tị hả?" Hồ Hạnh Nhi cười đáp. "Ghen gì chứ, ngày nào ngươi cũng tặng mọi người bao nhiêu quà như vậy, ta cũng phải ghen tị sao?" "Nghiêm túc chút đi, ta hỏi ngươi." người đã tặng Tôn Phương Nhi thứ gì? Cũng giống người thôi, một sấp tơ lụa và một chiếc vòng tay vàng. Yên tâm, kiểu dáng thì khác nhau. Năm nay ta tặng hơn 100 chiếc vòng tay, trong đó có khoảng 30, 40 kiểu. Các quý phụ nhân và vương phi đeo vòng tay của ta cũng xem như làm quảng cáo giúp đỉnh phong hào. Vợ của các phú thương thích theo phong trào, quý tộc trong cung thích gì là họ mua cái đó. Hồ Hạnh Nhi cười nói. Ôi chao, vậy cũng bớt phí quảng cáo rồi. Tổng tài bá đạo xuyên không thành thứ nữ nhà giàu ha, ngươi được lắm, tìm người viết tiểu sử cho ngươi luôn đi, tiền đồ rộng mở thế mà. Thương Mai nói đùa. Chương 464, phụ nữ nói một đằng làm một nẻo. Hồ Hạnh Nhi cười tiếp lời, sau này ta nhất định sẽ làm vậy. Chứ sao nữa, trước đây nghe Lưu Nguyệt nói nàng ấy mà không còn làm bang chủ Diêm Bang thì sẽ định đổi sang nghề viết tiểu thuyết, sau này ta sẽ nhờ nàng ấy viết. Thôi, đừng nói những thứ này được không? Lưu Nguyệt cũng khốn nạn lắm Thương Mai sắn tay áo lên để lộ chiếc vòng tay vàng Lúc đi cô đã cố ý đeo nó Người có chắc là đã tặng cho Tôn Phương Nhi vòng tay này không? Ta chắc là chiếc vòng tay này Hồ Hạnh Nhi gật đầu hỏi ngược lại Sao vậy? Có chuyện gì hả? Kiểu vòng này có vấn đề gì hả? Chắc là do ta gói nhầm nên mới tặng vòng tay cùng kiểu cho hai người Phụ nữ đáng sợ nhất khi tức giận Không phải, ta chỉ hỏi thử thôi ta chưa bao giờ thấy người tặng vòng tay cho tôn phương nhi chỉ là nghe tiểu khuyên nói nàng ấy nhớ hộp quà người tặng cho tôn phương nhi nhỏ hơn của ta ta đang nghĩ có phải do người tặng quà giá trị quá thấp làm nàng ta ghi hận nên hạ cổ ngươi hay không người lo lắng vô cớ đấy sao chỉ vì một món quà nhỏ mà nàng ta hạ cổ ta á dù cổ độc không mất tiền mua nhưng cũng cần nuôi dưỡng mà tiểu khuyên nhìn lầm rồi các hộp đều có kích thước như nhau do chính thị nữ của ta gói giúp nàng ấy không làm lỗi đâu, mà hôm đó ta toàn tặng vòng tay, sáng hôm sau mới tặng vòng cổ. Nói xong, nàng ấy nghĩ ngợi rồi bỗng đứng phát dậy, trời đất ơi, đừng nói là lấy nhầm bạch ngọc quan âm dùng để tặng cho lão thái thái đó nha. Hả? Hồ Hạnh Nhi lập tức giở khóc giở cười, ngươi đừng nói, có thể là nhầm lẫn thật rồi. Lúc đó ta chuẩn bị vòng tay theo danh thiếp, sau đó để dư thêm một phần. Ta cứ tưởng mình đã chuẩn bị dự phòng đủ nhiều nên không để ý, thế là làm mất bạch ngọc quan âm mà ta đã đấu giá giúp lão thái thái. Người không biết lão thái thái đã gây sự với ta mấy ngày nay chỉ vì chuyện này. Ta phải giúp bà ấy lấy bạch ngọc quan âm về lại mới được. Bạch ngọc quan âm này rất có giá trị sao? Thương Mai hỏi. Nó không chỉ có giá trị mà còn đến từ tay của Hà Nham Tử. Hà Nham Tử là bậc thầy điêu khắc ngọc có nhiều cống hiến to lớn cho đất nước. Một năm ông ấy chỉ điêu khắc một món, năm nay là bạch ngọc quan âm, ta đã chọn trước từ lâu rồi, người có biết tôi đã tốn bao nhiêu bạc không? Bao nhiêu, một miếng bạch ngọc cũng không đắt lắm đâu nhỉ, thương mai khiếp sợ trước sự nghiêm túc của nàng ấy. Một vạn lượng đó, trời ơi, đắt thế sao, thương mai giật nảy mình. Hồ Hạnh Nhi giàu dĩ, chứ sao nữa, trước khi chuẩn bị điêu khắc, Hà Nham Tử đã tung tin mình sẽ điêu khắc quan âm, lão thái thái vừa biết tin là bắt ta phải mua được nó bằng bất cứ giá nào. Sau đó đồ bị mất, bà ấy vì chuyện này cãi nhau với tôi mấy ngày liền. Bây giờ còn thỉnh thoảng nói ta vài câu kia, ta cũng đau lòng lắm chứ, Bạch Ngọc quan âm một vạn lượng cứ thế mà bị mất. Thôi đi, đối với nhà họ hồ các người, một vạn lượng chỉ là một sợi lông, mà lông tơ nhà ngươi còn thô hơn cánh tay người khác. Nhưng có thể đã lãng phí một vạn lượng này rồi, Tôn Phương Nhi chưa hẳn đã biết giá trị của Bạch Ngọc quan âm. Dù sao tặng quà không rẻ là tốt rồi, ít nhất Tôn Phương Nhi sẽ không ghi hận hạnh Nhi vì chuyện này cũng có thể nàng ta không biết giá trị nhưng chắc chắn nàng ta sẽ thích không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bạch ngọc quan âm đường nét liền mạch tinh tế gương mặt hiền hậu của tượng quan âm khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc đó ta đã sững sờ một lúc lâu khi nhìn thấy nó nếu không phải vì lão thái thái muốn nó thì ta đã giữ làm của riêng rồi vậy cuối cùng ngươi đã an ủi lão thái thái bằng cách nào lão thái thái không dễ đối phó đâu Thương Mai biết sự lợi hại của lão thái thái nhà họ Hồ, bà ấy có tiếng là người đàn bà đanh đá đỉnh cấp. Ta nói với bà ấy là ta đã xin Hà Nham Tử năm sau điêu khắc hai món cho bà ấy hết. Ngươi lại phải tốn kém rồi." Thương Mai thương hại nhìn nàng ấy. Hồ Hạnh nhi phụt cười, sao có thể để một mình ta bỏ tiền tặng quà hiếu thảo với lão thái thái chứ? Góp chung cũng không được, lão thái thái có một đống cháu ngoan con hiếu ở đó kia ta nói tới lúc đó tất cả mọi người sẽ nhào tới tặng hai món quà quý báu cho bà ấy làm quà mừng thọ. Nếu không đống cháu ngoan con hiếu sẽ khóc mất. Thương Mai bật cười, mưu mô nhỉ, con nhỏ keo kiệt này. Hồ Hạnh Nhi nói, người tìm cách làm nàng ta biết giá trị của Bạch Ngọc quan âm đi. Nếu quà đã tặng đi thì không lấy lại được, cũng phải để người ta biết ta tặng gì. Ta không phải đồng ý lôi phong, ta không thể làm việc tốt mà không để lại tên tuổi, làm bản thân chịu thiệt thòi được, cứ giao chuyện này cho ta. Thương Mai vỗ ngực đồng ý. Ngươi ghé qua đây chỉ để nói chuyện này với ta à? Ừm, được thôi, nói xong rồi thì cút đi, ta đang bận lắm, và lại dạo này cũng đang rất bực mình vì chẳng thuê được thư ký và trợ lý hợp ý. Nếu ngươi có ai phù hợp thì giới thiệu cho ta đi. Hồ Hạnh Nhi giàu dĩ nói. Ta không quen biết ai cả, chủ yếu là những người cô quen biết đều không cần đi làm công để bị khinh bỉ nếu không giúp được gì thì đi về đi. Hồ Hạnh Nhi đuổi cô như đuổi ruồi. Thương Mai đứng lên, tức giận nói, chưa uống được một hớp trà đã bị đuổi đi. Mấy ngày nay có không biết bao nhiêu người xin được gặp ta, ta đều không quan tâm, ngược lại tới đây ăn bực. Rồi rồi, Hồ Hạnh Nhi đứng dậy kéo cô, đừng đi, ở lại đây ta giao cho người trước giám đốc tài vụ, người giúp ta tính sổ sách, tính rõ ràng từng khoản, giúp ta bắt những kẻ tham nhũng thương mai nhìn đống sổ sách chất chồng thành núi mà sợ run người, ta cút đi đây, ngay cả sổ sách trong cung ta còn không làm nổi. Địch, Để... cuộc sống ở cổ đại đúng là không dành cho con người. Hồ Hạnh Nhi đá một cú đuổi cô ra ngoài. Hồ Hạnh Nhi quay lại ngồi xuống ghế thì đột nhiên một cái đầu treo ngược xuất hiện ngay trước mặt, hai mắt nó lồi ra nhìn làm nàng ấy sợ tới mức giơ tay tắt một cái, miệng hét ầm lên. Người nọ chậm rãi hạ xuống, oán trách nhìn nàng ấy, mù hay sao mà chưa thấy rõ đã đánh rồi. Hồ Hạnh Nhi xoa ngực, người bị bệnh à, ban ngày ban mặt đi treo cổ. Người vừa nói gì với thất tẩu của bản vương đấy, cổ đại, hiện đại gì, giám đốc tài chính gì. Người nọ ngồi xuống vị trí thương mai ngồi vừa nãy rồi gác chân, cả lơ phất phơ hỏi. Nghe lầm rồi, chưa nói những thứ đó bao giờ. Hồ Hạnh Nhi tức giận trả lời, ừm, um, hơi trột dạ. Bản vương không biết, hay là bản vương đi tìm thất ca bàn chuyện này xem nhỉ? Hồ Hạnh Nhi ngẩng lên nhìn hắn, dạ vương, sao ngươi nhiều chuyện thế? Rảnh rỗi lắm hả, sao không lo đi làm chuyện chính đi? Ta không có chuyện chính cần làm, đúng rồi, người mới nói nhờ thất tẩu của ta giới thiệu thư ký gì đó, người thấy bổn vương làm thư ký cho ngươi thì thế nào? Hồ Hạnh Nhi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt, để dạ vương làm thư ký cho nàng hồ hạnh nhi vô thức dùng mình ta khách sáo với thất tẩu của ngươi thôi không có ý định thuê người ngươi đồng ý thì tốt quá ngày mai bản vương sẽ đến làm ngay còn tiền lương ấy hả một tháng một nghìn lượng bạc không cần nhiều hơn dạ vương nói xong rồi vui vẻ rời đi hồ hạnh nhi ngây người ta chưa đồng ý tam ca nói phụ nữ là động vật nói một đằng làm một nẻo ngoài miệng ngươi không đồng ý nhưng trong lòng thì đã đồng ý bản vương nghe thấy mà giọng nói đầy bớn cợt của hắn truyền đến từ phía xa. Hồ Hạnh Nhi nằm nhoài xuống bàn, mệt thật, người mệt nhưng tim càng mệt hơn, thật sự không thể nào hiểu được con người ở đây. chương 465, Hạnh Nhi thật già mồm. Hạ thương mai từ chỗ Hồ Hạnh Nhi về phủ, mất hết bình tĩnh. Ma ma hỏi, Vương Phi, người đang tức giận gì sao, khi nãy vừa rời khỏi phủ vẫn đang yên lành mà. Thương Mai ngồi xuống, nghiêm mặt nói, Hồ Hạnh Nhi kia ngày thường luôn nói theo ta rất tốt, hôm nay ta mới biết lời cô ta nói chỉ toàn là giả dối. Sao có thể như vậy chứ? Ma ma giật mình, trưởng quỹ của Hồ Gia quả thật đối với người rất tốt mà. Tốt cái gì mà tốt chứ? Thương Mai thở dài nói, hôm nay ta mới biết, hóa ra cô ta tặng cho công chúa một miếng tượng bạch ngọc quan âm, còn thứ mà cô ta tặng ta chính là một chiếc vòng tay bằng vàng. Miếng bạch ngọc quan âm đó có gì đáng tiền đấu, còn không có giá trị bằng vàng mà. Ma ma cười an ủi. Cái gì mà không đáng tiền chứ? Bà có biết không, miếng bạch ngọc quan âm ấy là do Hà Nham tử khắc. Ông ta một năm chỉ khắc có một miếng thôi, Hồ Hạnh Nhi bỏ ra cái giá một vạn lượng mới mua được nó về. Cũng phải, cô ta và công chúa còn có chuyện cần phải làm với nhau, cô ta tặng nó cho công chúa cũng đúng thôi. Ai tặng đồ cho bổn cung à? Nghe nói Tào Mãnh Đức đã đến, chỉ thấy tráng tráng dẫn theo cầm chi và Quỳnh Hoa đi vào. Thương Mai vội đứng lên, mỉa mai nói, không, ta chỉ hàm hồ nói vài câu thôi. Vừa nãy bổn cung đã chính tay nghe thấy chính tay Hà Nham Tử đã khắc bạch ngọc gì đó, còn nói là thích tặng cho bổn cung. Đây là chuyện cười gì thế? Bổn cung chỉ nhận được một vòng tay bằng vàng, và một cái vòng cổ, còn có một sấp tơ lụa. Thương Mai kinh ngạc, không phải tặng cho người sao, vậy đã tặng cho ai được chứ? Bạch ngọc của Hà Nham Tử chưa từng dễ mua được, sao ngươi lại biết hạnh nhi đã mua nó? tráng tráng hỏi. Không phải đâu, hôm nay ta đến đỉnh phong hào chính tai nghe nô tỳ của cô ta cùng với Hà Nham Tử bàn bạc xem năm nay có còn đặt bạch ngọc quan âm nữa hay không, còn nói năm nay khắc rất tinh xảo. Hứa thị tặng cho lão phu nhân của Hồ Gia có phải không? Tráng tráng không cho là đúng. Thương Mai nén lại cơn giận của mình, cũng có khả năng đó, quan âm đó quý giá như thế, cô ta chắc sẽ không tặng bừa đâu. Tráng tráng cười đáp, nhìn dáng vẻ keo kiệt của ngươi xem, chuyện đã trôi qua lâu như vậy bây giờ còn nói tới không lẽ người thiếu miếng ngọc quan âm này sao nếu thiếu bổn cung sẽ hạ lệnh tặng ngươi một cái thương mai vội đáp nói thiếu cũng không phải thiếu chỉ cảm thấy cô ta rất thiên vị thôi được rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi hôm nay bổn cung tìm ngươi có việc ngươi đi cùng bổn cung một chuyến tráng tráng nói chuyện gì vậy thương mai hỏi ta sẽ nói với ngươi trên xe ngựa ta đưa ngươi tới một nơi chán chán kéo tay cô rời đi thanh ninh các ngươi thật sự nghe bọn họ nói thế sao tôn phương nhi cầm lấy bạch ngọc quan âm trên cổ mình xuống nhẹ nhàng dùng ngón tay miết nhẹ lên thần sắc hơi ngứa ra dạ phải vương phi nói miếng bạch ngọc quan âm này rất quý giá tiểu hồng đáp quý giá đến đâu nàng ta nói gì mà mua lại từ tay của hà nham tử hà nham tử là hắn ta điêu khắc sao đồ của hắn quả thật rất đắt thấp nhất cũng một nghìn lượng ấy chứ. Cái gì mà một nghìn lượng, Vương Phi nói nó đáng một vạn lượng, nếu chỉ là một nghìn lượng, chắc chắc nàng ta sẽ không tức giận quay về đâu. Một vạn lượng, Tôn Phương Nhi đứng phát dậy, đắc vậy sao? Còn không phải sao, Tiểu Hồng bò qua, người nói xem, trưởng quỹ của Hồ Gia tại sao lại tặng đồ quý giá như vậy chứ? Tôn Phương Nhi cười lạnh một tiếng, Tiểu Hồng, người mặc dù là người của cô mẫu, nhưng bây giờ người ở bên cạnh hầu hạ cho ta, ta mới là chủ tử của ngươi, biết chưa? Tiểu hồng hoảng sợ, vội vàng lùi về sau, cung kính hành lễ, cô nương đừng hiểu lầm, nô tỳ không có ý gì cả. Không có là tốt, Tôn Phương Nhi nhẹ giọng nói, đến đây, uống ly trà đi, nói nhiều như vậy, chắc người cũng khát nước rồi. Sắc mặt của tiểu hồng trắng bệt, quỳ xuống, cô nương, nô tỳ thật sự trung thành với người, tuyệt đối không sinh hai lòng. Tôn Phương Nhi cầm ly lên, chậm chậm uống một ngụm, trên môi mang theo chút mỉa mai, sợ ta hạ độc ngươi sao? nếu như ta hạ độc ngươi, người đó chắc chắn sẽ không biết được đâu. có điều ta sẽ không hạ độc. nếu như ngươi trung thành với ta như những gì ngươi nói, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi. nói xong nàng ta lạnh lùng đứng lên, đi ra ngoài. tiểu hồng sợ đến nỗi cả người toát đầy mồ hôi lạnh. đối với chuyện ở thanh ninh khác ít nhiều gì cô ta cũng biết một chút. vị tôn tiểu thư này tuyệt đối không thể đắc tội được. Tôn Phương Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, Hồ Hạnh Nhi tại sao lại tặng mình món quà hậu hĩnh như vậy chứ? Để tiếp cận ư, nhưng từ năm ngoái đến nay, nàng ta cũng không đến tìm mình, có thể thấy, món quà này tặng cho mình cũng không có lợi ích gì, trừ phi là muốn thả dây câu dài bắt cá lớn. Cũng không phải, mình căn bản không biết giá trị của miếng ngọc, hơn nữa, nếu không phải hôm nay Tiểu Hồng nói ra, mình mãi mãi cũng không biết, nếu như có ý đồ tiếp cận mình vậy tại sao không nói ra giá trị của miếng ngọc trước? Tôn Phương Nhi không nhìn thấu được con người của Hồ Hạnh Nhi, giống như nàng ta không thể nhìn thấu được Hạ Thương Mai. Hạ Thương Mai rất sắc bén đối với nàng ta, nhưng đối với người khác lại rất ấm áp, dịu dàng, không lẽ cô ta đã bỏ bùa bọn họ sao? Không, mình không tin, tại sao cô ta có thể bày ra dáng vẻ ấm áp dễ gần như thế? Hơn nữa, nàng ta có gì tốt, tại sao Mộ Dung Khanh lại thích nàng ta? Lúc bị đưa vào nhà lao, hắn không màng đến xui xẻo Đến nhà lao ở bên cạnh nàng ta cả đêm. Nếu như không phải thích, cũng không phải là yêu, vậy thì nàng ta cũng không giải thích được đó là gì. Nhưng hắn quả thực là một người không hiểu gì về tình yêu. Tâm trạng nàng ta rối ren vô cùng, ở trong viện nàng nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy không muốn cứ mãi chờ đợi như vậy nữa, nàng ta muốn đi tìm Hồ Hạnh Nhi hỏi cho ra lẽ. Nàng ta không tin, Hồ Hạnh Nhi muốn làm bạn với mình, không một ai muốn làm bạn cùng nàng ta. Kể từ khi biết nàng ta có thể sử dụng tà thuật, mọi người đều nhìn nàng ta với ánh mắt ghê tởm và căm ghét. "Trả cho người." Nàng ta đặt miếng bạch ngọc Quan Âm lên bàn, Hồ Hạnh Nhi liếc mắt, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Tôn Phương Nhi. Nếu như Thương Mai không đến nói với nàng ta về chuyện này trước đó, chắc chắn khi thấy miếng bạch ngọc Quan Âm, Hồ Hạnh Nhi sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ không như thế. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng cầm miếng ngọc lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên miếng ngọc, thứ đồ này ai mà không thích cơ chứ? Xin lỗi, ta không biết ngươi không thích bạch ngọc. Hồ Hạnh Nhi nói. Tôn Phương Nhi lạnh giọng, ta thích, nhưng không có công không nhận thưởng, thứ đồ quý giá như vậy, ta không nhận. Quý giá ư? Cái này sao lại quý giá được? Hồ Hạnh Nhi ngớ người, không chỉ là một món quà thôi sao? Ta biết miếng ngọc quan âm này là do Hà Nham Tử điêu khắc, mười lượng bạc. Tôn Phương Nhi nhìn vào đôi mắt của nàng ta. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, là Hà Nham Tử điêu khắc, còn về ngân lượng có phải 10 lượng bạc hay không, ta cũng không nhớ rõ. Người tặng ta miếng ngọc quý giá như thế, có ý đồ gì sao? Tôn Phương Nhi thẳng thắn hỏi. Hồ Hạnh Nhi cười, vô thức đẩy sống mũi. Được thôi, mắt không mờ cũng không phải không thấy rõ, nàng ta câu môi cười, người đang nghi ngờ ta đang lợi dụng ngươi sao? Nhưng ngươi có gì để ta lợi dụng đây? Hay là nói, bây giờ ta cần lợi dụng người như thế nào nữa? Lời này một khi thốt ra vô cùng bá đạo, ngược lại khiến Tôn Phương Nhi ngơ ngác, phải, Hồ Hạnh Nhi bây giờ thì cần phải lợi dụng người gì nữa. Muốn tiền, nàng ta có rất nhiều, nói là người giàu có thuộc top đầu của Đại Chu cũng không phải là quá, muốn có quyền lực, kết giao với Đại Công Tử Mộ Dung Khanh, địa vị của nàng ta trong kinh thành mấy ai sánh được, vậy thì cần lợi dụng một người con gái bị đuổi ra khỏi nhà làm gì. Hồ Hạnh Nhi khẽ thở dài, bỏ đi, thật ra ta biết người nghĩ thế nào mà, cảm thấy ta rảnh rỗi không có gì làm, không gian dối thì cũng là đạo tặc có phải không? Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như thế đâu, chuyện này căn bản không là gì cả, nếu ngươi không muốn miếng ngọc quan âm này, ta lấy lại cũng được, ngươi cũng không cần để ý đến ta, cũng không cần qua lại chỗ ta làm gì. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 31.